Xin mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Hay Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này, điều gì cũng có thể diễn ra, kể cả việc lấy vợ cho chồng, rước con rơi về làm cháu trai nối dõi tông đường. Khi con người ta bị đẩy vào đường cùng, có lẽ sự phản kháng cuối cùng lại chính là buông bỏ. Chị Lý, người đàn bà điển hình cho số phận, nai lưng già gánh nhà chồng, là nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện và đưa người nghe vào từng cung bậc cảm xúc mà chính chị đã trải qua. Đây là một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện do Thu Hà diễn đọc ngay sau đây nhé. Này Lý ơi, mẹ mày lại đi tìm mày kìa. Chiều nào tôi cũng nghe câu đấy từ một ai đó trong xóm. Rõ khổ, mẹ chồng tôi lại đi tìm tôi nữa rồi. Bao năm nay mẹ chồng tôi mắc bệnh lú lẫn tuổi già, lúc nhớ lúc quên. Mẹ chồng thương tôi hơn cả con đẻ. Cái lúc bà chưa lẫn đến tận bây giờ, bà vẫn coi tôi là con gái ruột. Bà lẫn rồi, có khi quên người này người kia, mà chả hiểu sao mỗi tôi là bà nhớ rất rõ ràng, cứ như ăn sâu trong tiềm thức. Buổi sáng thì không sao, hễ chiều chiều đến thì bà lại phát bệnh. Mỗi lần như thế, bà mà không thấy tôi đâu là lại đi tìm. Thân người già neo đơn ấy mà, luôn sợ người bên cạnh thân thiết với mình nhất sẽ bỏ mình đi vào một lúc nào đó. Mà tôi đã dặn bà nhiều lần rồi, là tôi chỉ đi bán ở ngoài quán thôi, chứ chẳng đi đâu xa. Nhưng mà bà bị lẫn mà, bà chẳng nhớ những gì tôi bảo. Mấy đứa con của tôi, chúng nó đi học hết, có đứa nào trông được bà đâu. Nếu mà tôi khóa cửa để đi bán thì bà lại không chịu. Bà bảo ngột ngạt và hứa là sẽ chẳng đi đâu đâu. Nhưng hứa thì hứa suông thế thôi, bà có nhớ đâu mà bảo. Nghe thấy người ta bảo thế, tôi cũng tất tả chạy đi tìm bà. Khổ lắm, không tìm ý thì lỡ bà đi đâu không biết đường về mất, mà tìm thì khách người ta đến quán, không thấy người bán thì lại bỏ đi, tôi mất hết khách. Nhưng dẫu sao thì mẹ cũng quan trọng hơn. Tôi đã quen với cái cảnh mẹ trốn con tìm, con trốn mẹ tìm mấy năm nay rồi. Khi tôi nhìn thấy bà, tôi muốn đánh bà như mấy đứa con của tôi lúc nhỏ quá. Người ta thường bảo đời người có hai lần trẻ con. Mẹ chồng tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ. Rõ là mẹ đi tìm tôi nhá, nhưng mà vẫn là cả ham chơi lắm. Trên người bà hoa hòe hoa sói cắm đầy đầu, người thì đầy bùn đất, tay cầm bó hoa dại, chẳng hiểu bà chui từ đâu ra nữa. Thấy tôi, bà cười toe toét, chạy lại phía tôi bảo: "Này, có anh kia tặng hoa cho tao này, đẹp không?" Tôi bất lực nhìn mẹ, cái này mẹ hái chứ đào ra ông nào tặng. Nghĩ thế, tôi vừa bực vừa buồn cười, nhưng vẫn nịnh nọt mẹ cho mẹ vui. "Vâng vâng, mẹ xinh nên lắm ông theo đuổi. Thế bây giờ mẹ theo con về, con tắm cho xinh hơn nhá." Mẹ tôi nằng nặc không chịu, cứ sợ đi về thì cái ông kia quay lại tìm mẹ thì sẽ không thấy mẹ đâu nữa. Hình như mẹ tôi cũng quên mất mục đích ra đây là đi tìm tôi rồi. Giờ bà như thế, tôi trách gì được, chỉ đành dỗ ngọt mẹ để mẹ chịu về tắm rửa thôi. Nói mãi thì rốt cuộc mẹ cũng chịu về. Việc đầu tiên khi về nhà là tôi phải tắm cho bà, để sạch hết những bùn đất trên người bà đi. Thật ra từ khi mẹ tôi bị lẫn, những công việc như tắm rửa, đại tiểu tiện đều là do tôi lo cho bà hết. Thậm chí những hôm mẹ không chịu ăn thì cũng là tôi đút cơm cho mẹ. Mấy việc này tôi cũng quen rồi. Chẳng qua hôm nay mẹ nghịch bẩn nên tôi phải bỏ cửa hàng sớm để về chăm mẹ thôi. Bố mẹ tôi bỏ tôi ở trong cô nhi viện, đến bây giờ tôi cũng chẳng biết họ là ai. Có lúc tôi trách họ, nhưng cũng có khi tôi tự bào chữa cho họ. Tôi không oán trách, càng không có tình cảm gì với người tôi không biết mặt. Tôi không có người thân gia đình, nên gia đình chồng và các con là người thân, chỗ dựa duy nhất của tôi. Tôi hết lòng vì nhà anh cũng là điều đương nhiên. Mẹ thương cho số phận của tôi mà đối đãi tử thế. Mọi người đang thắc mắc là chồng tôi đâu à? Anh ấy là con một trong nhà. Bố chồng tôi mất sớm nên anh gánh vác gia đình từ năm 18 tuổi. Mấy năm bươn trải và cố gắng, bây giờ anh đã được làm chủ thầu xây dựng rồi. Vì tính chất công việc nên anh phải làm ăn xa. Anh bảo đi xa thì mới dễ kiếm dự án có tiền công cao được.
Thế nên dù chúng tôi cưới nhau được mấy năm năm rồi và có cả ba đứa con nhỏ, nhưng số lần chồng tôi ở nhà chăm sóc mẹ cũng không nhiều, chủ yếu là tôi chăm mẹ thôi. Những năm trước đây, hàng xóm láng giềng sẽ thường bảo tôi tốt số nên được gả vào nhà anh, được mẹ chồng anh thương như con gái. Còn bây giờ, người ta lại bảo nhau rằng mẹ chồng tôi tốt phước khi cưới được đứa con dâu như tôi về. Tôi chăm cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Công việc của chồng tôi cứ đi lên như diều gặp gió, mà việc buôn bán của tôi dạo gần đây cũng thuận lợi. Nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh nỗi niềm cô đơn khi hàng ngày không có hình bóng của một người đàn ông trong ngôi nhà. Nỗi niềm này của tôi đã chất chứa bao nhiêu năm, đến mức cũng thành chai sạn. Khát khao được chồng che chở, mong muốn được làm đàn bà trong tôi như điếu thuốc cháy tàn, ngấm dần ngấm ngầm le lói. Chồng có vẻ dễ vụt tắt, nhưng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bùng một đám cháy. Tắm xong cho mẹ thì tôi lại lụi cụi trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Công việc hàng ngày của tôi chỉ quanh quẩn bấy nhiêu đó. Chồng có vẻ nhàn nhỉ. Tôi được mẹ chồng thương, các con ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa. Nhìn vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Thật ra ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Tuy mẹ chồng tôi rất thương tôi, nhưng bà là mẫu người phụ nữ truyền thống, nói khó nghe hơn là lạc hậu, cổ hủ. Bà vẫn có lối mòn tư duy là phải có con trai để nối dõi tông đường. Mà chồng tôi thì tư tưởng cũng giống mẹ. Tôi thì không sinh được con trai, cố lắm cũng được ba cô con gái. Từ lúc lấy nhau đến bây giờ, anh vẫn luôn mong muốn có một đứa con trai. Mẹ chồng tôi cũng vậy. Kể cả khi bà lẫn rồi, thỉnh thoảng vẫn nhắc tôi về chuyện này, rằng là phải có con trai để không tuyệt tự tuyệt tôn, để mà khi xuống nơi suối vàng báo cáo lại với các cụ mà không bị liệt tổ liệt tông quở trách. Trước đây vợ chồng tôi đã chạy chữa khắp nơi rồi, ai mách chỗ nào là đến chỗ đấy, để cầu có được đứa con trai mà vẫn không được. Tôi cũng muốn có con trai lắm chứ, vì để nhà cửa hòa thuận yên ấm, mẹ tôi lại an lòng. Nhưng lần nào mang thai thì đều là con gái, thì tôi biết làm sao được. Mà sinh được con trai hay con gái là do người đàn ông chứ. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng và chồng tôi thất vọng ra mặt. Tôi thì vừa áp lực khi sinh con, vừa chịu thái độ lạnh nhạt của chồng, tôi cũng tủi thân lắm. Cũng may mẹ chồng tôi không cay nghiệt với tôi, dù bà có hụt hẫng thì vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tôi cảm kích vì điều đó. Đến giờ thì tôi đã hơn 40 tuổi đầu rồi, cũng đã ba đứa con nên chắc sẽ không đẻ được nữa. Giờ chỉ mong sao mẹ chồng và các con tôi khỏe mạnh là tôi cảm tạ trời đất rồi, chứ không còn đòi hỏi gì hơn. Chồng tôi cứ vài tháng mới về thăm nhà một lần. Những lần về cũng chỉ đưa cho tôi ít tiền để tôi ở nhà tiện chăm mẹ. Về được vài ba hôm là lại đi. Tình cảm vợ chồng giữa chúng tôi cứ thế mà xa cách. Tôi mặc dù rất thương chồng, nhưng vẫn không sao phá bỏ được khoảng cách giữa chúng tôi. Có lần mẹ chồng tôi và tôi có chút xích mích nhỏ. Lần ấy tôi đi bán về đã mệt rồi, mà mẹ chồng tôi lại phá nhà, khiến nhà cửa bừa bộn. Tôi mệt quá nên bực bội, tôi nặng lời trách mẹ. Sao tôi đã mệt rồi mà mẹ chồng còn đẩy đọa thân xác tôi thêm. Cái gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến tôi phút chốc quên rằng mẹ tôi đang bị lẫn tuổi già. Bây giờ bà có khác nào một đứa trẻ lên ba đâu. Bị tôi nặng nhẹ thì bà ấm ức lắm. Bà quát lại tôi: "Sao mày mắng tao? Tao có phá thế đâu. Ai vào nó phá đấy chứ." Ừ, mẹ tôi chẳng nhớ gì nữa. Vừa mới ngay tức thì ấy, nhưng chỉ một giây sau thôi, mẹ tôi cũng có thể quên đi được. Bà nằng nặc bảo không phải do bà làm, và cho rằng tôi đang đổ ăn bà. Bà cứ la làng là tôi không tôn trọng bà. Bà đối xử với tôi tốt, nhưng tôi lại không biết điều. Tôi mệt quá, chẳng muốn đuôi co với mẹ nữa. Tôi lẳng lặng đi dọn dẹp, nhưng mẹ nào buông tha cho tôi. Tôi bắt đầu dọn chỗ này chỗ kia thì bà cứ đi theo tôi mà mắng nhiếc. Bà cho rằng tôi im lặng là đang khinh thường bà, nghĩ bà già rồi không được tích sự gì. Trong cơn nóng giận, mẹ tôi đã nói một câu mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ: "Không sinh được con trai thì có quyền gì mà thái độ trong cái nhà này." Lời mẹ vừa nói xong
Tôi khựng lại mất vài giây. Tôi biết mẹ chẳng qua là do nóng quá nên không kiểm soát được lời nói thôi. Nhưng tôi vẫn đau nhói lắm chứ. Tôi gắt lên với mẹ. Mẹ đừng nói thế. Hình như mẹ tôi cũng biết bà nói quá lời nên không nói thêm gì, mà bỏ đi chỗ khác ngồi im thin thít. Chẳng khác nào một đứa bé quậy phá quá bị bố mẹ chúng nó chửi, nòm vừa tội vừa bực. Sau lần ấy tôi có giận mẹ vài hôm. Có lẽ do tôi quá nhỏ nhen, nhưng thực sự lời mẹ nói đã chạm đến lòng tự ái của tôi. Còn mẹ chồng tôi biết tôi giận nên cũng áy náy, có ý muốn làm hòa với tôi nhiều lần. Ví dụ như bà chừa đồ ăn ngon cho tôi, hoặc vô tình đưa nước cho tôi khi tôi đi bán về mệt. Hôm sau tôi bảo với mẹ, lần sau mẹ đừng nói con không sinh được con trai như thế nữa nhé. Mẹ tôi nghe thế thì lại dãy đành đạch lên. Gì, tao nói thế hồi nào? Tôi im lặng, chắc là bà lại quên rồi. Cũng chẳng biết là có quên thật hay không nữa. Tôi đành chữa cháy. Thì con nhắc thế, con không thích như thế đâu. Bao nhiêu năm qua, tôi sống trong nhà chịu sự lạnh nhạt của chồng và những lời gièm pha của hàng xóm. Nói rằng đàn bà mà không biết đẻ con, mỗi việc đẻ con trai mà không làm được thì lấy vợ về làm gì. Thậm chí có người còn độc mồm độc miệng, còn xúi mẹ tôi cưới vợ khác cho chồng tôi. Làm sao để có bằng được đứa con trai, để không bị tội lỗi với tổ tiên, hổ thẹn với mọi người xung quanh. Mẹ tôi vẫn bênh vực tôi. Bà bảo tôi sẽ là đứa con dâu duy nhất của bà. Tôi biết lời bà nói là thật tâm của bà, nhưng trong lòng bà vẫn mong ngóng có được đứa cháu trai. Bà cũng bàn với tôi ráng sinh thêm đứa nữa, nhưng chồng tôi cứ đi biệt tăm biệt tích như thế, nhiều tháng mới về, thì bảo sao tôi có thể sinh cháu trai cho bà được chứ. Người ta ở ngoài đồn thổi tới tai tôi rằng anh ta đã có người đàn bà khác. Tôi thì không tin đâu, một lòng an tâm về chồng. Tôi nghĩ rằng anh là người đàn ông của gia đình, anh sẽ không bao giờ phản bội tôi mà làm chuyện khuất tất. Hơn nữa tôi chăm mẹ anh như thế, hẳn anh phải cảm kích và biết điều, không làm chuyện sằng bậy chứ. Nếu không phải là anh thừa nhận chuyện đó thì cho dù có kề dao vào cổ tôi cũng chẳng thèm tin đâu. Miệng lưỡi thế gian mà, ai mà quản được họ, ai có dại thì mới tin. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn tồn tại những bất an mà tôi luôn cố gắng chối bỏ, đè nén xuống. Rồi đột nhiên chồng tôi thông báo là sắp về nhà. Tôi mừng lắm. Bao nhiêu lâu rồi anh chưa về? Tôi đếm từng ngày từng giờ để chờ chồng về. Tôi sắm sửa thật xinh đẹp để đón chồng. Phụ nữ mà, ai mà chẳng muốn mình hoàn hảo nhất trong mắt người đàn ông của mình, nhất là với người lâu rồi không gặp đến. Những khoảng trống ở trong lòng tôi đang rất muốn được lấp đầy. Tôi mua vài bộ quần áo mới cho tôi, thậm chí mua cả lọ nước hoa rẻ tiền để xịt cho thơm. Cái mà trước đây tôi đã ngắm chúng, nhưng tiếc tiền nên chả dám mua, dù nó có trăm bạc. Giờ chồng về thì tôi chả tiếc tiền nữa. Tôi muốn anh ấy thấy tôi thật quyến rũ. Mấy khi anh về phải tranh thủ chứ. Vài hôm sau anh về vào buổi tối, tôi đón đà chạy ra tận cổng đón chồng, đỡ đồ cho chồng và mang vào nhà. Thấy chồng tôi về, mẹ tôi lại hỏi tôi, con ơi, anh này là anh nào thế? Tôi vui vẻ trả lời mẹ, chồng con đó mẹ, anh Bằng đấy, con trai mẹ mà mẹ quên à? Đám trẻ con thấy bố về thì mừng lắm. Còn anh tuy khát khao có con trai, nhưng đối với lũ trẻ thì vẫn trìu mến và đầy yêu thương. Anh phát quà cho đám con rồi hỏi thăm mẹ già. Sau đó khi cả nhà quây quần vào bữa cơm ấm cúng, lâu rồi trong nhà tôi không có được bữa ăn sum vầy như vậy. Tôi ao ước hàng đêm về những điều đơn giản như thế. Giờ đây nó diễn ra trước mặt tôi vui mừng biết bao. Anh hỏi tôi về công việc buôn bán và mọi chuyện trong nhà. Tôi hào hứng kể cho anh nghe từng chuyện. Đâu thiếu chuyện để kể đâu. Nào là hôm nay con gà trong nhà đẻ được mấy quả trứng. Chú Hiếu con ông bá ở thôn dưới vừa cưới vợ. Bà Hằng sống một mình mới đưa trai trẻ về. Cô Thúy bắt gặp chồng cặp kè với con khác và đi đánh ghen. Bao nhiêu chuyện tôi thích góp từ hôm bữa đến giờ, chỉ chờ chồng về mà tâm sự với chồng. Còn vẻ mặt chồng tôi thì có vẻ thiếu kiên nhẫn lắm.
mà chỉ cúi đầu cúi cổ vào ăn cơm. Tôi nghĩ rằng chắc chồng đi làm xa mới về nên mệt, mà vợ chồng lâu rồi không gặp nhau cũng sẽ có những ngượng ngùng ban đầu. Nghĩ vậy để tự trấn an bản thân, rồi tôi lại vùi đầu ăn cơm. Đêm hôm đó tôi đuổi mấy đứa con sang ngủ với mẹ chồng. Xong xuôi, tôi thay cái váy rẻ tiền ngoài chợ nhưng rất xinh đẹp và vừa vặn với tôi, lại xịt thêm tí nước hoa cho thơm nữa chứ. Ngắm nhìn trong gương, thấy bản thân đã cuốn hút rồi, tôi nhẹ nhàng vào trong buồng rồi nằm cạnh chồng tôi. Chồng tôi thì đã nằm đấy từ bao giờ, anh đang lướt xem điện thoại, hoàn toàn không để ý gì đến tôi. Nhưng không sao, tôi không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó. Tôi hồi hộp bước đến nằm cạnh anh, tay đặt lên bụng, miệng thì chúm chím môi cười. Trái tim tôi cứ đập liên hồi, như thể gái mới về nhà chồng trong đêm tân hôn ấy. Tôi chờ đợi anh quay sang ôm tôi vào lòng, và có thể chúng tôi sẽ có một đêm mặn nồng. Nhưng 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì. Tôi ngơ ngác ngồi dậy và nhìn sang anh, thì thấy anh đã ngủ gật từ lúc nào, điện thoại còn đang bật sáng nữa chứ. Thất vọng, tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt anh đang ngủ. Bao lâu rồi tôi không được chạm vào khuôn mặt này, cơ thể này. Những sự trống trải trong tôi vẫn cứ giày vò tôi từng ngày. Tôi chống chọi với nó để đến hôm nay. Tôi hy vọng sẽ được anh lấp đầy, nhưng anh lại vô tâm mà đi ngủ như thế. Từ lúc anh về, anh cũng chẳng hỏi han nhiều đến tôi, chỉ quan tâm các con và mẹ, hỏi han qua loa mấy chuyện ở nhà. Sự thèm khát trong tôi thôi thúc tôi mạnh dạn làm những hành động táo bạo hơn. Tôi vội cởi sạch đồ của mình rồi kéo chồng tôi dậy. Tôi không cam tâm, tôi đã chuẩn bị chu đáo đến thế này cơ mà. Thậm chí anh ấy chả thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi dịu dàng nhìn chồng, còn chồng tôi thì đang ngủ mà bị làm cho thức giấc nên khó chịu ra mặt. Anh nhăn mày cau chán quát tôi: "Em bị điên à? Không ngủ thì để người khác ngủ chứ, lên cơn gì vậy?" Tôi bị tổn thương sau câu chửi của anh. Sao anh có thể nói người vợ của mình như thế chứ? Anh không nghĩ gì đến cảm nhận của tôi sao? Tôi chỉ thiếu điều hóa thành hòn vọng phu để chờ chồng nữa thôi mà. Bao nhiêu tháng ngày xa cách, tôi cũng cần hơi chồng lắm chứ. Thế mà anh còn trách tôi. Tôi đờ đẫn nhìn chồng tôi. Anh ấy thấy tôi không mảnh vải che thân thì chán ghét nhìn một lượt, rồi nhàn nhạt bảo: "Em ăn mặc cái kiểu gì thế? Bình thường ở nhà ngủ cũng vậy à? Rồi mẹ anh, các con thì sao? Làm vậy người khác mà biết, người ta lại bảo em mất dạy đấy. Mặc đồ vô hộ cái, gớm chết đi được. Không biết mình á, đã là mụ đàn bà sập sệ rồi à? Khoe cho ai xem, phiền thật." Tôi ngơ ngác nhìn anh ném cho tôi cái váy rồi nằm xuống ngủ, sau khi buông ra những lời lẽ khó nghe như thể xúc phạm tôi vậy. Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Đây có phải là những lời đáng nói khi mà chồng đi xa lâu rồi mới về và gặp vợ mình không? Tôi buồn lắm, buồn tủi lắm. Tôi vội mặc cái váy rồi thu mình ngồi một góc, âm thầm khóc giấm dứt. Là đàn bà, tôi cũng muốn được trẻ trung, xinh đẹp lắm chứ. Nhưng mấy ai có thể níu kéo được thanh xuân, tuổi trẻ mãi ở bên mình được. Hơn nữa, thời gian chủ yếu của tôi dành cho gia đình, làm gì có thể chăm sóc nỗi niềm của bản thân được đâu. Vì anh về mà tôi cũng cố gắng chỉnh chu hơn thường ngày rồi đấy. Tại sao anh không công nhận tôi mà lại buông ra lời cay đắng? Tôi bồi hồi nhớ về quãng thời gian mà tôi và anh còn tìm hiểu. Ngày ấy, bọn tôi quen nhau khi cả hai đi làm công nhân ở xưởng may kia. Anh hoạt bát, năng nổ nên ai ai cũng quý mến. Tôi là một trong số những người cảm mến anh. Hồi đấy, tôi cũng có tí gọi là nhan sắc. Tôi biết lợi thế của bản thân nên tìm mọi cách dựa vào lợi thế đấy mà theo đuổi anh. Trời không phụ lòng người, sau một thời gian tán tỉnh thì anh cũng động lòng với tôi. Cứ thế, chúng tôi nên duyên vợ chồng khi mà tôi có bầu đứa con đầu lòng. Ban đầu, anh vẫn đối xử tốt với tôi. Nhà tuy nghèo nhưng anh không để mẹ con tôi phải thiếu thốn thứ gì cả. Nhưng từ khi anh đi làm ăn xa là anh bắt đầu thay tính đổi nết.
Có lẽ sóng gió cuộc đời đã khiến anh trở nên lầm lì, cục tính hơn và khó chịu hơn với vợ con. Tôi tủi thân nhiều lắm, nhưng không biết làm sao được, chỉ biết cam chịu. Hàng tháng anh vẫn gửi tiền về đều đặn để tôi nuôi con và chăm mẹ, nhưng mặc nhiên anh hiếm khi nào mà hỏi thăm tôi dù lấy một câu. Tôi không dám trách anh, tôi nghĩ anh cũng khổ nhiều rồi. Chẳng qua là vì tương lai của các con nên anh mới lăn lộn như vậy. Việc anh gửi tiền về coi như cũng đã quan tâm gia đình này rồi. Chỉ là anh không biết cách cư xử nhẹ nhàng, trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Tôi đã cố tìm rất nhiều lý do để biện hộ cho anh. Cũng chỉ có như thế tôi mới có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, an tâm về anh và bỏ qua những lời đàm tiếu. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng ngáy của anh kéo tôi về thực tại. Tôi thở dài một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh anh. Ít ra thì ngắm nhìn anh ngủ thế này, nghe tiếng thở đều của anh cũng giúp tôi có thể dằn xuống được vài đợt cơn sóng dữ trong lòng. Tôi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, cứ nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào chồng. Tôi tự an ủi mình rằng đây là người đàn ông của mình, tôi không việc gì phải lăn tăn hoài nghi anh hết. Nằm cạnh anh đến tờ mờ sáng thì tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Đến 6 giờ các con tôi dậy ăn để đi học, còn tôi thì ra mở cửa hàng và đợi chồng dậy ăn sáng. Chắc là hôm qua chồng tôi mới đi làm về mệt nên mới càu nhàu như vậy và không muốn làm chuyện ăn ái thế. Tôi cũng chẳng để bụng. Mãi tận 8-9 giờ sáng chồng tôi với mẹ chồng tôi mới dậy. Nhìn con mắt thâm quầng của tôi, mẹ chồng hỏi: "Bầy hôm qua làm gì mà trông phở phạc thế?" Tôi cười rồi bảo là khó ngủ. Chồng tôi thì mặt cứ đăm đăm nhìn điện thoại, không có biểu cảm gì khác. Cả ba người ngồi xuống ăn sáng trong không khí im lặng bao trùm. Tôi không biết nên lên tiếng thế nào nên chỉ biết cắm mặt vào ăn thôi. Bỗng dưng chồng chủ động lên tiếng, bảo có chuyện muốn nói với tôi và mẹ. Tôi nhìn mặt chồng tôi nghiêm túc như thế thì tôi chột dạ, đặt bát đũa xuống rồi ngồi nghe anh nói. Mẹ chồng tôi cũng hiếu kỳ nhìn anh chằm chằm như đang chờ đợi. Chồng tôi từ tốn bảo: "Con nói cái này, mong mẹ và vợ đừng sốc và cũng đừng trách con." Dứt câu, anh nhìn tôi và mẹ một lượt, nén tiếng thở dài. Tôi nghe chồng bảo thế thì hồi hộp lắm, trong lòng lại có chút bất an. Tôi dục anh có gì thì nói nhanh lên. Anh bảo: "Thật ra con có con với người ta rồi." Tôi sốc điếng người khi nghe anh buông ra câu nhẹ tênh như thế. "Cái gì? Anh có con với người ta rồi? Tức là anh ngoại tình thật rồi à? Phải không? Hay là tôi nghe nhầm? Hay chỉ là anh nhận nuôi đứa bé nào đó thôi?" Tôi hỏi lại chồng: "Anh nói đùa cái gì vậy?" Chồng tôi nghiêm mặt bảo: "Anh không đùa, anh nói thật. Cô ấy có bầu 4 tuần rồi." Tôi chết lặng nghe từng câu từng chữ anh nhả ra. Người ta đồn thổi anh có người phụ nữ khác ở ngoài, tôi không hề tin. Ngay cả khi tôi cũng có những linh tính mách bảo, nhưng tôi vẫn gạt bỏ và chọn tin chồng. Tôi an phận thủ thường ở nhà lo lắng nuôi con và chăm mẹ chồng. Thế còn chồng tôi thì sao? Chồng tôi đi làm ăn xa và cặp kè cùng người phụ nữ khác. Đã thế lại để lại hậu quả nữa chứ. Một đứa con, và bây giờ đây anh về thông báo với mẹ con tôi như một bản án chung thân mà anh ban đến cho tôi. Tôi sững sờ đến mức chẳng nói được câu nào. Mẹ chồng tôi đặt cái bát xuống thật mạnh rồi quát: "Mày làm cái trò gì vậy Bằng? Tao có dạy mày ăn ở thất đức như thế không? Mẹ vợ mày ở nhà lo lắng quán xuyến cái gia đình này, để cho mày ở ngoài trăng hoa ong bướm, mèo mả gà đồng hả? Mày muốn làm tao tức chết mày mới hà vừa lòng phải không? Chấm dứt với con đàn bà ấy ngay, nghỉ việc ở chỗ đấy rồi về nhà làm." Chồng tôi nghe thế nhưng mặt vẫn không biến sắc. Anh ấy ung dung bảo: "Con không bỏ được, Hằng đã có bầu rồi, đấy là con của con. Hơn nữa đứa bé trong bụng là con trai, cô ấy đi siêu âm rồi." Vừa nói anh vừa đưa tờ giấy cho mẹ xem và tiếp lời: "Đây là hình ảnh cháu đích tôn của mẹ. Chẳng phải mẹ mong muốn có đứa cháu trai để duy trì nòi giống từ lâu rồi sao? Bây giờ có rồi, mẹ lại muốn bỏ con nó à?" Mẹ chồng tôi rưng rưng,
đưa hai tay xem ảnh cháu nội của mẹ. Tôi ngồi bên cạnh nghe mà chẳng biết phản ứng gì. Tôi hoàn toàn chết tâm rồi. Nếu anh có người đàn bà khác ở ngoài, mẹ có thể sẽ bắt anh bỏ. Nhưng người đàn bà đã có thai, lại còn là cháu trai nữa, thì tôi cũng hiểu số phận của bố mẹ con tôi sẽ như thế nào rồi. Mẹ tôi sau khi xem ảnh siêu âm của cháu trai đích tôn xong thì hớn hở ra mặt, nhưng vẫn lấm lét nhìn tôi. Tôi cũng hiểu mẹ muốn gì mà, mẹ lại chả ưng quá đi ấy chứ. Bao lâu nay mong ngóng được đứa cháu trai mà tôi có đẻ được đâu. Bây giờ người ta đã mang được cháu trai cho mẹ rồi, lại bảo mẹ không rước người ta về vội đi. Tôi phẫn uất quá, đứng phắt dậy và đi vào buồng. Tôi tủi thân lắm, thương cho tôi một, thương cho ba đứa con 10. Chúng nó quá thiệt thòi rồi, người làm mẹ như tôi quá đáng trách. Rồi ngày mai đây, anh ta sẽ đón mẹ con nhà đó về. Mẹ chồng tôi cũng hân hoan bồng bế cháu trai. Lúc đó, tôi và ba đứa con gái tôi sẽ phải làm sao? Có lẽ anh ta và mẹ sẽ không đá bố mẹ con tôi ra khỏi nhà. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh sống chung với con ả đó mà tôi sôi máu. Tôi muốn đến đánh cho nó một trận, chửi nó bằng những câu thậm tệ nhất, đem những uất ức, tủi hờn từ trước đến nay mà tôi phải cam chịu mà giáng hết xuống mẹ con nhà nó. Thậm chí tôi còn muốn băm nhỏ nó ra thành hàng trăm mảnh, cho chừa cái thói giật chồng ấy khác. Nhưng tôi chẳng biết nó đang ở đâu cả. Tôi bực tức vì cái cảm giác bất lực này. Tôi chắc chắn con ả đấy là người quyến rũ mồi chài chồng tôi, chứ anh ấy không đời nào chủ động làm những chuyện đó. Anh ấy vốn là người nhút nhát, luôn hướng về gia đình. Tôi là vợ anh, tôi hiểu mà. Tôi bực chồng bao nhiêu, tôi lại căm ghét mụ đàn bà ấy bấy nhiêu. Chính cô ta là người phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tôi. Tôi khó chịu quá mà khóc to lên. Thậm chí tôi còn la toáng, đập phá hết đồ đạc trong phòng, cho thỏa cơn tức đang phun trào trong lòng tôi. Chồng tôi thấy tiếng động lớn thì đi vào. Mẹ chồng tôi chẳng dám vào xem. Có lẽ mẹ cũng đang áy náy với tôi. Chồng tôi giữ tôi lại, bảo tôi bình tĩnh. Tôi gục ngã vào trong lòng anh, đánh vào ngực anh và vẫn khóc lóc thảm thiết. Tôi hỏi chồng một câu mà tôi cho là vô nghĩa. Tại sao anh lại phản bội tôi? Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, gào lên như một kẻ thảm hại. Sau khi làm loạn một trận, tôi cũng chẳng còn sức kêu la nữa, ngồi ngây ngốc ở mép giường bên cạnh anh, ánh mắt vô hồn cùng đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống sàn nhà. Chúng tôi cứ ngồi đấy im lặng cả tiếng đồng hồ. Không khí ảm đạm lạ lẫm giữa hai chúng tôi cứ bao trùm lấy. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, đến mức chúng tôi nghe được cả nhịp thở của nhau. Cứ ngồi như thế đến lúc tôi không chịu nổi bầu không khí ấy mà phải lên tiếng trước. Tôi hỏi anh, hai người bắt đầu từ khi nào? Chồng tôi im lặng một lát rồi lên tiếng, 4 năm. Chỉ hai từ ngắn gọn ấy cũng đủ khiến tôi suy sụp. Hóa ra bọn họ đã qua lại với nhau lâu như vậy rồi. Bắt đầu từ khi anh ý mới đi làm ăn xa ấy. Bảo sao từ lúc đó đến giờ anh luôn lạnh nhạt với tôi. Tại sao? Tôi đã cố gắng vun vén cho gia đình như thế mà. Đến cả mẹ anh cũng là một tay tôi chăm sóc. Anh chưa từng biết đến bón cháo thay bỉm cho con là gì. Tôi tôn thờ anh như một ông hoàng, nhưng đổi lại anh tặng cho tôi một cặp sừng to tướng. Với phần thưởng lớn lao này, tôi không kham nổi. Rồi anh kể cho tôi nghe về cô ta. Anh quen cô ta ở công trường. Con ả đấy là gái chưa chồng, cũng cảm mến anh ấy ngay từ những lần đầu gặp gỡ. Sau đấy anh cố gắng tiếp cận, theo đuổi cô ta, cuối cùng cũng được cô ta chấp nhận. Ban đầu cô ả không biết anh đã có gia đình. Sau khi vào chồng của anh rồi thì mới vỡ lẽ. Nhưng lúc ấy hai người đã yêu nhau sâu đậm. Bọn họ dọn về ở cùng nhau tại một căn phòng trọ. Mọi người xung quanh ai cũng biết. Ban đầu còn bị đồn thổi dị nghị, nhưng dần dần họ đã bình thường hóa với điều đó. Còn ả ấy thua anh hẳn một con giáp, là cô gái đang ở tuổi xuân thì, bảo sao anh chả lay động. Chứ còn mẹ sể như tôi, anh rẻ bỉu, mỉa mai lắm mà. Có lẽ anh chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi thế nào. Nếu mà tôi không đồng ý, chắc anh cũng mặc kệ.
Bởi anh đang tận hưởng cuộc sống tình yêu, sức sống mãnh liệt đang cuộn trào trong người anh cơ mà. Anh đâu cần tôi nữa, người anh khát khao ở bên là con ả đó và đứa con trai trong bụng thôi. Anh bảo, em cũng phải hiểu rằng anh là con một, độc tôn trong nhà. Anh không thể để nhà anh không có người nối dõi được. Như thế là bất hiếu với bề trên. Em không sinh được con trai cho anh phải tìm người giúp anh làm điều đó chứ. Bây giờ cô ấy đã mang thai và xác nhận đứa bé là con trai. Đáng ra người làm vợ làm dâu như em phải mừng với phải, vì cô ấy đã gánh vác trọng trách mà lẽ ra em phải đảm nhiệm đấy. Tôi buồn nôn vì những lời anh ta vừa nói. Đấy là suy nghĩ nên có của một người chồng, một người cha cơ à? Vậy bây giờ không sinh được con trai là tôi sai sao? Và tôi phải chấp nhận anh ta ngoại tình, chấp nhận đứa con của kẻ thứ ba như thể một sự chuộc lỗi với nhà anh à? Hơn thế nữa, tôi còn phải cảm kích con ả kia vì đã gánh trách nhiệm giúp tôi. Như thế mới phải đạo à? Tôi bực tức chửi anh ta. Anh nói vậy mà nghe được sao? Con cái là lộc trời cho, tôi đâu có quyết định được con gái hay con trai. Người có lỗi là anh lại đi nói như thế, như đấy là điều hiển nhiên. Anh không sai và tôi phải chấp nhận ư? Anh có tư cách để nói câu đấy à? Anh cau mày nhìn tôi rồi quát. Im mồm đi, em biết gì mà nói. Cưới vợ về là để sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Em không làm được thì để người khác làm, có gì đâu mà sai. Em không có bố mẹ dạy dỗ nên không biết đạo lý làm vợ à? Tôi hít một hơi thật sâu để kiểm soát bản thân không lấy cái dao đâm cho thằng chó chết này một nhát. Những câu khốn nạn như thế mà thốt ra được từ một con người sao? Tôi ức chế nhìn anh ta và hỏi, vậy bây giờ anh định thế nào? Chỉ chờ câu hỏi đấy, chồng tôi nhẹ nhàng bảo, anh không muốn ly hôn với em vì anh vẫn còn tình nghĩa với em. Mà 3 năm qua em cũng chăm sóc mẹ anh rất chu đáo, điều này anh ghi nhận. Em cũng không nên đòi ly hôn vì còn 3 đứa con nhỏ, nên nghĩ đến chúng nó. Ô, giọng điệu gì thế này? Chồng tôi đang ra vẻ ban phước cho tôi hay sao? Tôi mất kiên nhẫn quát. Đừng có nói từ đồng hoang sang đồng rậm, vào thẳng vấn đề. Bây giờ anh tính thế nào? Nói. Chồng tôi thở dài bảo, anh cũng hết cách rồi. Anh thực sự rất thương cô ấy, mà quan trọng là đứa bé cần một môi trường để sinh ra. Anh muốn đưa cô ấy về đây để chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy sinh con, rồi sau đó sẽ để cô ấy đi. Vợ chồng mình nuôi đứa nhỏ coi như làm bổn phận làm dâu của em đi. Tôi đứng phắt dậy mà chửi, anh có bị điên không? Anh có nghĩ đến 3 đứa con không? Anh đưa ả về đây sinh con, thế còn 3 mẹ con chúng tôi thì sao? Các con sẽ nghĩ thế nào về bố nó, giờ còn họ hàng hàng xóm nữa? Bọn họ mắng chửi mẹ anh là không biết dạy dỗ anh cũng chịu à? Anh nghe tôi nói thế thì lớn tiếng mà quát lại, câm, chưa đến lượt mày dạy dỗ tao phải làm thế nào. Nếu mày không đồng ý, tao sẽ mua nhà cho 2 mẹ con họ, và mày không nhận được một đồng nào để nuôi con, lúc đấy đừng có hối hận. Hóa ra anh ta đã tính đủ hết đường rồi, ép buộc tôi phải chấp nhận 2 mẹ con nhà nó về đây để sống và cam chịu cái cảnh chung chồng. Nói xong thì anh ta bỏ ra ngoài, để lại tôi một mình ở trong phòng mà than trời oán đất. Tôi cứ nghĩ chồng tôi là một người tốt đẹp tử tế, hóa ra anh ta cũng chỉ là một thằng lưu manh, chủ động lừa gạt người ta, lừa gạt vợ mình. Tôi đau đớn đến quặn thắt tim gan, nghĩ đến con, nghĩ đến bản thân mình phải chịu đựng bao nhiêu năm qua mà tủi thân. Tôi mất ăn mất ngủ phờ phạc mấy ngày liền. Mấy đứa con của tôi vẫn chưa biết chuyện gì. Mẹ chồng tôi thì vẫn lúc nhớ lúc quên, có khi chẳng còn nhớ chồng tôi đã gây ra chuyện gì nữa. Nhưng chồng tôi thì ngày nào cũng nhắc cho bà biết bà sắp có cháu trai để bồng bế rồi. Chồng tôi hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Từ ngày anh thú nhận với tôi, anh trở nên ngang ngược hơn, chẳng còn giữ kẽ gì nữa. Nằm bên cạnh tôi thì anh tỏ ra nhàm chán, nhưng đêm nào cũng gọi điện nói chuyện với con ả đó. Anh hỏi han cô ta rất ân cần, bằng những câu mà trước đây tôi chưa từng được nghe. Mẹ chồng tôi thấy thế thì cũng an ủi tôi những lúc còn tỉnh táo. Tôi có kể với mẹ về những dự định mà chồng tôi sắp sửa làm, rằng là sẽ đón mẹ con nhà nó về đây chăm, và tôi sắp phải chịu cảnh chung chồng, con tôi phải chịu cảnh chung bố. Tôi nói với mẹ rằng
tôi đã đau đớn, thất vọng đến mức nào. Mẹ ơi, con đau đến nghẹt thở, con không sao đối diện được với hiện tại thực tế này. Bao năm qua làm dâu con của mẹ, con có làm sai điều gì không mẹ? Mẹ ơi! Đối diện với những oán thán, khóc lóc của tôi, mẹ chỉ lau nước mắt và hỏi: Sao con lại khóc? Ai làm con khóc à? Thằng Bằng đúng không? Để mẹ đi cho nó một trận nhé. Nghe mẹ nói vậy, tôi lại càng bất lực hơn. Tôi cũng thương mẹ tôi nữa. Mẹ tôi lại cứ nhớ trước quên sau như thế. Không có tôi chăm sóc thì không biết phải làm sao. Để người khác chăm sóc mẹ, tôi cũng chẳng yên tâm chút nào. Mẹ già rồi, lại còn lẩm cẩm thế này. Tôi cứ thế ôm mẹ mà khóc, như đứa con nít mong muốn được mẹ vỗ về. Chồng tôi vẫn không đả động gì thêm đến chuyện dẫn mẹ con họ về nữa. Tôi cứ ngỡ anh đã bỏ ý định đấy rồi. Nhưng sáng hôm ấy, mẹ chồng lại hẹn tôi ra ngồi nói chuyện. Tôi vừa ngồi xuống, mẹ đã nắm lấy tay tôi và bảo: Bàn tay này vì cái nhà này mà chai sạn hết cả rồi. Bao năm nay con chăm mẹ ra sao, mẹ đều ghi nhớ hết. Từ lúc con về làm dâu đến tận bây giờ, mẹ vẫn yêu quý và thương con, cho dù chuyện gì xảy ra. Có lẽ đến lúc chết đi, mẹ vẫn thương con như vậy. Tôi bắt đầu tủi thân khi nghe những gì mẹ nói. Nhớ lại quãng thời gian từ trước đến nay, đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra. Chỉ có một điều không thay đổi, đấy là mẹ chồng tôi luôn xem tôi như con đẻ. Điều này cũng giúp tôi có thêm ý chí phấn đấu cho gia đình này. Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên dù một hành động ấm áp nhỏ của mẹ, tôi cũng muốn lấy hết để lấy thần báo đáp. Nhưng còn chuyện kia thì tôi không thể. Có ai chịu được việc phải san sẻ chồng mình cho người khác đâu. Mẹ dừng một lúc rồi nói tiếp: Mẹ biết con là người tử tế, cùng phận đàn bà, mẹ cũng hiểu việc chung chồng là rất khó. Nhưng con ơi, con không nghĩ cho chồng con thì hãy nghĩ cho mẹ với. Mẹ thì tuổi gần đất xa trời rồi, còn con cũng biết mẹ mong có đứa cháu trai từ lâu rồi mà. Mẹ cần cháu trai không phải làm giàu có gì cho mẹ, chỉ là nhà nào cũng cần phải nối dõi con à. Rồi đến khi mẹ xuống suối vàng, không sinh được đứa cháu trai thì mẹ biết ăn nói thế nào với bố nó, rồi các cụ kỵ dưới đấy nữa. Mẹ vừa nói vừa khóc, còn tôi nghe xong thì rút tay lại. Tôi hiểu khó khăn lắm mẹ mới nói được những lời này với tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận được. Tôi òa lên khóc nức nở với mẹ. Tôi bảo: Mẹ ơi, không sinh được con trai đâu phải là lỗi do con. Mẹ ơi, con không làm sai, tại sao con phải chịu đựng? Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về, bảo là tôi không sai, nhưng có những quy luật cuộc sống tôi chỉ có cách tuân theo, chứ không nên phản kháng. Tôi thì luôn miệng bảo: Mẹ ơi, thương con với, mẹ đừng ép con. Tôi và mẹ cứ ôm nhau và khóc lóc cả tiếng đồng hồ. Ai cũng có nỗi niềm riêng của mình. Mãi một lúc sau, mẹ mới buông tôi ra, nhìn vào mắt tôi, mẹ bảo: Con có nhớ chuyện năm xưa không? Khi mà con mới cưới, lúc con xa cơ thất thế ấy. Lời nhắc của mẹ giúp tôi trở về thời điểm mấy năm năm trước, khi mà tôi và anh chót có bầu với nhau và phải cưới chạy bầu. Khi ấy, nhà anh nghèo lắm, tôi thì càng nghèo hơn nữa, vì xuất thân là cô nhi viện mà. Ngày anh đưa tôi về nhà giới thiệu với mẹ, mẹ không hề chê bai tôi bất kỳ điều gì. Ngược lại, mẹ còn rất vui mừng khi biết tôi đã mang thai. Vì hai đứa không có tiền làm đám cưới, mẹ đã phải bán con bò, tài sản lớn nhất trong nhà, cho bọn tôi cưới nhau. Đám cưới diễn ra giản dị và đơn sơ, nhưng lại đầy đủ, đầm ấm. Tôi đã vô cùng hạnh phúc trước sự công nhận và chúc phúc của họ hàng nhà anh. Đến khi cưới về, tôi phải ở nhà nghỉ dưỡng thai. Tài chính trong nhà đều đổ dồn hết lên đôi vai chồng. Mẹ chồng tôi cũng chẳng dè bỉu tôi, bà chỉ khuyên tôi rằng hãy ở nhà dưỡng thai cho tốt. Ngay cả khi nhà làm ruộng, mẹ tôi cũng không cho tôi động tay động chân vào mấy việc nặng nhọc. Đến khi tôi sinh cháu đầu xong xuôi, mẹ chồng lại bán đi mấy sào ruộng cho tôi tiền mở cửa hàng bán quán. Vì bận con nhỏ nên tôi chẳng thể đi làm như trước. Do chưa có kinh nghiệm buôn bán mà lại chủ quan ôm nguồn hàng lớn, cũng như thiếu sự am hiểu thị trường,
Tôi bị nợ nần chồng chất sau một năm mở quán. Thời gian ấy tôi suy sụp, lo lắng mất ăn mất ngủ. Đêm nào cũng âm thầm rửa mặt bằng nước mắt. Chồng tôi suốt ngày càm ràm, chửi bới. Anh nói rằng tôi đã yếu còn da só, không có đầu óc còn đòi kinh doanh. Riêng mẹ chồng tôi thì lại chẳng trách móc một lời. Ngược lại, bà còn an ủi tôi rất nhiều. Lúc nào cũng nhắc tôi giữ sức khỏe là chính, còn người thì còn của. Không những thế, mẹ tôi còn âm thầm đi bán nhà, cái nhà lớn trước đây khi tôi mới cưới về, để mua một căn nhà nhỏ hơn và có tiền cho tôi trả nợ. Khi biết tin ấy, tôi đã sửng sốt vì không nghĩ mẹ thương tôi đến mức như vậy. Chồng tôi thì tức tối lắm. Anh mắng mẹ, anh tiếc cái nhà của bố để lại. Anh cũng chửi tôi, bởi vì tôi mà anh mất đi một ngôi nhà lớn. Sau này, họ hàng hàng xóm nhìn vào và hỏi thì anh biết giấu mặt đi đâu. Tôi biết đấy là do tôi, nên tôi chẳng dám lên tiếng nói câu nào. Đồng thời tôi áy náy với mẹ và anh lắm. Mẹ tôi thì không có thái độ gì, bà vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối. Trước lời trách móc của con trai, bà cũng không tức giận hay giải thích điều gì. Bà chỉ bảo đấy là quyết định của mẹ. Không chỉ có vậy, mẹ còn cho tôi một ít nữa để có vốn mở quán, làm lại từ đầu. Mẹ hết sức tin tưởng tôi mà không một lời kể công. Mẹ an ủi tôi rằng hãy yên tâm mà buôn bán, mọi chuyện có mẹ lo rồi. Từ đó, tôi đã tự hứa với lòng là phải cố gắng hết sức và cẩn thận hơn để không phụ công mẹ tôi lo toan đến mức này. Nhờ ơn trên phù hộ, từ đó đến giờ công việc của tôi cũng theo đà phát triển và ổn định. Cũng vì thế mà bao nhiêu năm qua, cho dù có uất ức, tủi hờn thế nào thì tôi cũng chịu được. Tôi nợ mẹ chồng tôi một tấm chân tình, tôi phải báo hiếu hết cho bà. Từ đó mà tôi suy nghĩ nhiều về chuyện chồng tôi và cô gái đó. Có phải là tôi quá ích kỷ rồi không? Khi mà tôi gây ra chuyện, mẹ chồng tôi hoàn toàn bao dung cho tôi. Bao nhiêu năm qua đi, bà cũng chẳng hề nhắc với tôi chuyện năm đó, hay đem ra mà đay nghiến. Bà bảo bỏ qua là bỏ qua. Mẹ chồng rộng lượng với tôi như thế. Bây giờ tới cái tuổi xế chiều, cần một đứa cháu trai cho yên lòng mát dạ, thì tôi lại phản đối gay gắt. Dẫu biết rằng chồng tôi đã làm điều có lỗi với tôi, nhưng tôi cũng đã từng được mẹ chồng giúp đỡ như thế cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nên bắt mẹ tôi không được nhận cháu, lại còn là đứa cháu trai mà bà mong ngóng bấy lâu nay. Tôi đã quá ích kỷ, hẹp hòi rồi. Chỉ là tôi vẫn thương xót cho ba đứa con của mình. Chúng chẳng có tội tình gì, ấy vậy mà phải chịu cảnh đau thương vì những định kiến cổ hủ. Mẹ tôi nhắc tôi những chuyện như thế, tôi cũng hiểu bà muốn tôi đồng ý cho anh bằng rước mẹ con họ về đây. Mẹ tôi đã nói đến mức đấy rồi, chẳng lẽ tôi lại tiếp tục phản đối? Tôi chỉ biết thở dài và chấp nhận. Tôi đầu hàng rồi, không còn lựa chọn nào khác nữa. Vì mẹ chồng, cũng vì để các con tôi còn bố, tôi bắt buộc phải thỏa hiệp với đề nghị của anh. Khi tôi bảo với mẹ rằng tôi đồng ý, mẹ chồng tôi đã cảm ơn tôi rối rít. Mẹ cũng nói tôi luôn luôn là đứa con dâu duy nhất của mẹ, là đứa con dâu mà được cả dòng họ rước về, được người đời công nhận. Mẹ nói những câu đấy giúp tôi ấm lòng được phần nào. Tối hôm ấy, tôi nói chuyện lại với chồng rằng là tôi đã đồng ý cho chồng đón mẹ con họ về đây, với điều kiện là không được để các con chạnh lòng. Còn làm sao để các con hiểu thì đấy là việc của anh. Hơn nữa, phòng này là của tôi, đón họ về thì kiếm chỗ khác cho họ ngủ, chứ không được chiếm lấy căn phòng này. Chồng tôi nghe vậy thì hớn hở đồng ý. Nhưng một lát sau, anh ấy lại ngập ngừng rồi nhìn tôi bảo: "Nếu em thương anh, thương mẹ, em có thể qua đón cô ấy về được không? Anh đã hứa sẽ đưa em qua đón mẹ con cô ấy về, như là một cách thể hiện rằng em đã đồng ý cho cô ấy bước chân vào nhà này." Tôi nghe vậy thì kích động quát lại: "Anh còn có chút liêm sỉ nào nữa không? Đến chuyện này mà anh cũng muốn tôi làm nữa à? Anh không có chút áy náy nào với mẹ con tôi sao? Ý là anh muốn tôi đi cưới vợ mới cho anh đó hả?
Anh xoa tay rồi bảo, không không, cưới vợ mới gì chứ, đấy là sang đón về để thể hiện thành ý thôi mà. Thành ý gì chứ, chẳng qua cô ta muốn tỏ vẻ uy quyền đối với tôi đây mà. Làm mình làm mẩy, phải để vợ chính thất tới rước thì mới chịu cơ. Tôi cười nhạt bảo, thể hiện thành ý cơ à? Thế anh có muốn tôi thể hiện thành ý bằng cách để cho cô ta sảy thai không? Chồng tôi nghe vậy thì điên lên, anh ta lao tới bóp cổ tôi rồi bảo, mày thử động đến một sợi tóc của cô ấy xem tao có lột da mày ra không. Cô ấy đang mang đứa con trai của tao đấy, mày hiểu không? Mày không sinh được thì đừng cố phá cho hôi của. Tôi ho sặc sụa, dãy giụa dưới bàn tay của anh. Mới giả bộ nói một câu như thế, anh đã phản ứng đến vậy rồi. Tôi làm thật, chắc anh ta cũng giết tôi thật mất. Tôi tự cười cho chính bản thân của mình. Tôi đúng là thảm hại, quá mức thảm hại mà. Cho đến khi tôi chẳng thèm dãy giụa gì nữa, anh mới chịu buông tôi ra. Tôi vẫn nhất quyết không chịu cùng anh qua đón cô ta về. Anh thấy không thuyết phục được tôi thì lại đi nói với mẹ. Có lẽ anh nghĩ tôi thương mẹ nên tôi sẽ chiều theo ý mẹ. Kết quả là mẹ lại năn nỉ tôi đi cùng anh ta qua đón cô ta về. Chắc là cô ta đòi hỏi tôi phải qua, và anh ta đã lỡ mồm hứa là sẽ đưa tôi qua đấy thì cô ta mới chịu về đây, nên mới phải làm đến mức này. Tôi khóc với mẹ rằng tôi không muốn. Thế là mẹ chồng tôi lại quỳ xuống van xin tôi hãy thương lấy mẹ mà đồng ý. Chồng tôi thấy mẹ quỳ thì chửi tôi là đồ không biết điều. Tôi hiển nhiên thành kẻ phản diện trong chính ngôi nhà của mình. Nhìn thấy mẹ như thế, lương tâm của tôi lại một lần nữa cắn rứt. Tôi đỡ mẹ chồng dậy và đồng ý với mẹ rằng sẽ cùng anh qua đó đón cô ta và cháu trai đích tôn của mẹ về. Khi tôi quyết định như vậy thì mẹ chồng mới an tâm đứng dậy. Mà đứng dậy xong, mẹ cũng chẳng nhớ ra vừa có chuyện gì xảy ra nữa. Cứ như thể mọi chuyện là do tôi tưởng tượng vậy. Mẹ như vậy, tôi lại nghĩ cuộc đời mẹ cũng quá vất vả rồi. Thế là tôi cắn răng, cắn cỏ, im lặng để giữ bình yên với chồng tôi, chứ không thèm bới móc hay gây mâu thuẫn gì với chồng tôi nữa. Tôi lại sợ mẹ chồng buồn mà bệnh tình ngày càng nặng hơn. Thôi thì giờ chỉ cần qua đó đón mẹ con nhà nó về, sau đấy cho nó xuống bếp ngủ là được rồi. Chứ giờ nhà ba phòng, một phòng của mẹ, một phòng của vợ chồng tôi, còn một cái nữa là của ba đứa con, còn đâu phòng nào cho mẹ con họ nữa. Chồng tôi cũng đã hứa với tôi là sẽ không chiếm phòng này của tôi rồi. Ráng cố gắng, đợi đến khi con ả đấy sinh con xong, tôi sẽ bàn với chồng là nuôi đứa bé cho mẹ tôi an lòng, rồi đá đít con ả đấy ra khỏi nhà. Gia đình tôi sẽ trở lại bình yên ban đầu. Vậy là được, chấp nhận hy sinh một tí cho gia đình êm ấm. Nghĩ thế nên tôi có động lực mà tồn tại trong ngôi nhà này. Tôi hy vọng bản thân sẽ chịu đựng được thêm tầm 9-7 tháng nữa thì mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Thế nên tôi cũng không gây sự gì với chồng tôi nữa. Vài hôm sau, chồng tôi tức tốc chuẩn bị đồ cùng tôi đến đón mẹ con nhà nó. Trái ngược với tâm trạng ngổn ngang của tôi bao nhiêu thì chồng tôi lại háo hức xốn sàng bấy nhiêu. Nhìn thái độ của chồng tôi như vậy, là phận đàn bà, tôi không khỏi chạnh lòng. Xe đi vài tiếng thì đến nơi cô ta đang ở. Chồng tôi vội lao xuống xe và ngọt ngào chào. Em ơi, anh đến đón mẹ con em về đây. Trước mắt tôi là một căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhưng vừa nhìn vào đã thấy ấm cúng và đầy ắp tình yêu. Nếu nói tôi không ghen tị là nói dối. Vừa nhìn đã biết đây là phòng mà chồng tôi và cô ta đã sống cùng nhau trong thời gian qua. Trong căn phòng ấy ngập tràn những tấm hình, bức ảnh mà anh và cô ta ôm hôn nhau. Lấy chồng 15 năm nhưng chúng tôi lại chỉ có vài ba tấm ảnh cưới. Ngay cả ảnh cưới lúc ấy anh cũng bảo là hạn chế đi vì chẳng cần thiết, lại tốn tiền. Bây giờ nhìn vào căn phòng này xem, số bức ảnh trong ấy còn gấp 5 lần số ảnh cưới của tôi. Tôi tự cười chua chát trong lòng. Hy sinh thầm lặng bao nhiêu như thế cũng không bằng một của ngon vật lạ ở ngoài. Tôi không thèm bước vào căn phòng ô uế của họ.
Hy sinh thầm lặng bao nhiêu như thế cũng không bằng một của ngon vật lạ ở ngoài. Tôi không thèm bước vào căn phòng ô uế đó, mà chỉ quay lưng ra ngoài, đứng đợi bọn họ để ra về. Đến mức này rồi, tôi nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Cô ta vừa thấy chồng tôi cũng mừng ra mặt, như thể xa nhau mấy năm không gặp vậy. Tôi như kẻ thừa thãi đứng đó làm trò hề ngoài cổng. Đồ đạc cô ta đã chuẩn bị xong từ sớm, như thể luôn sẵn sàng đến nhà tôi bất cứ lúc nào. Chỉ tầm 30 phút là chúng tôi lại lên xe trở về căn nhà nhỏ của tôi. Ra xe thấy tôi á thì cô ta cũng mở miệng chào. Tôi thì mặt hầm hầm chứ không đáp. Rõ ràng tôi là vợ, nhưng tôi phải ngồi ghế phụ của tài xế. Còn ở đằng sau là đôi cẩu nam nữ đang nắm tay cười hạnh phúc với nhau. Giờ đây tôi cảm giác tôi mới chính là người thứ ba xen vào hạnh phúc của họ, chứ không phải là người vợ danh chính ngôn thuận nữa. Tôi thì cúi mặt vào xem điện thoại để khỏi chứng kiến những cảnh vợ chồng son của bọn họ. Thấy anh đối xử mặn mà với cô ta như vậy, nãy còn xách hết đồ cho cô ta nữa, tôi thực sự rất ghen tuông. Anh chưa bao giờ như thế với tôi, kể cả lúc anh chưa đi làm xa. Nhớ những lần trước đây tôi có nhờ anh lấy cái này hay xách dùng cái kia thì anh cũng nhăn mặt cau mày, bảo là tôi có tay có chân chứ có phải tật nguyền gì đâu, sao không tự đi lấy mà cứ sai khiến anh. Kể từ lần đó, việc nặng nhọc gì cũng là tôi tự làm, tôi chẳng dám mở miệng nhờ vả anh thêm một lần nào nữa. Người ta thường nói đứa trẻ ngoan thì chẳng có kẹo, quả là không sai. Có lẽ tôi đã quá mạnh mẽ nên anh nghĩ những yêu thương chiều chuộng cơ bản thì tôi chẳng cần. Không, anh sai rồi, tôi cũng là phụ nữ mà, dĩ nhiên cũng muốn được chồng quan tâm chứ. Rồi bây giờ cô ta về đây, tôi phải sống thế nào nhỉ? Nếu cô ta ở dưới xó bếp, chẳng lẽ tôi xây căn bếp khác hoặc mua đồ ăn ở ngoài, khỏi phải xuống bếp nấu nướng luôn sao? Hay chồng tôi sẽ lật lọng mà đuổi tôi qua mẹ chồng hoặc các con ngủ, để chiếm cái phòng ngủ của vợ chồng tôi cho con ả đấy? Ở cùng nhà kiểu gì cũng chạm mặt nhau, liệu tôi có thể kiểm soát được bản thân không làm ra những hành động độc ác với mẹ con nhà nó hay không? Hay một hôm nào đó đẹp trời nhưng trong lòng tôi lại đầy giông bão, tôi sẽ đi xiên cho nó một phát cho đỡ ức chế nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, càng không chắc mình có thể nhẫn nhịn chịu đựng đến bao giờ đây. Tôi cứ suy nghĩ miên man như thế suốt cả dọc đường, nhưng sớm bị kéo về thực tại vì tiếng nôn ọe của cô ta. Chồng tôi thấy người tình như thế thì lo lắng ra mặt, hết sức hỏi han, an ủi và vỗ lưng cho cô ta. Nào là em có sao không? Em coi có bị đau bụng không? Từ từ nhé, đừng sợ, có anh đây rồi. Tôi khó chịu quá nên chua ngoa bảo. Phiền thật đấy, có mỗi cái vấn đề đấy thôi cũng làm ồn cả lên. Chồng tôi nghe vậy thì quát. Cô có im mồm đi không? Em ấy vừa say xe vừa thai nghén nên tôi lo lắng thì có làm sao? Tôi im lặng nhưng tự cười trào phúng trong lòng. Cái hồi tôi mang thai 3 đứa con, dù ốm nghén thế nào thì anh ta cũng mặc kệ. Chắc là do tôi mang thai con gái nên anh chẳng quan tâm. Thậm chí có những hôm trong bữa ăn tôi chạy ra nôn ọe cũng bị chồng chửi. Anh bảo rằng đang lúc ăn cơm mà không biết ý tứ, nôn ọe như thế khiến người ngồi ăn cũng không ngon. Tôi mang thai con anh nhưng anh lại trách tôi chỉ vì tôi ốm nghén làm ảnh hưởng bữa cơm ngon miệng của anh. Thế mà giờ đây anh vụng về chăm sóc cô ta ngay trước mặt tôi, lại còn mắng chửi tôi như thế nữa. Ngồi mãi thì cũng về được đến nhà. Tôi mệt mỏi bước xuống xe. Chắc này tôi không còn tâm trí nào để đi mở quán bán được. Vừa xuống xe đã thấy mẹ tôi ngồi ngoài thềm rồi. Thấy tôi về, bà chạy đến quở trách. Mày đi đâu từ sáng đến giờ, mẹ tìm mày không được, mà hai người nào ngoài kia kia? Tôi đang bực chuyện vừa nãy nên tôi gắt gỏng lại với mẹ, dù mẹ đang bị lẫn. Đi đón cháu trai đích tôn của mẹ chứ con đi đâu? Mẹ tôi khi thấy nhắc đến cháu trai thì mắt sáng rực ra. Kể cả khi còn lẫn thì mẹ vẫn thích có cháu trai. Mẹ hỏi, ô, mày đẻ con trai lúc nào, sao mẹ không biết? Tôi ngoảnh mặt ra liếc xéo chồng tôi và cô ta đang đỡ nhau đi vào nhà. Tôi gằn giọng,
mẹ tự hỏi con trai mẹ ấy. Nói xong thì tôi bỏ đi vào nhà. Cô ta thấy mẹ tôi thì chào. Con chào mẹ ạ. Mẹ tôi nghe thấy thế thì giãy nảy lên. Mẹ nào? Sao chào tao là mẹ? Tao chỉ có một đứa con trai, chứ làm gì có con gái. Tao cũng chỉ có con Lý là con dâu thôi. Mày là ai thế? Chồng tôi nghe mẹ nói thế thì khó chịu mà bảo. Mẹ làm sao thế? Đây là Hằng, người đang mang thai cháu trai đích tôn của mẹ cơ mà. Mấy hôm trước con nói với mẹ rồi đấy. Mẹ tôi nghe thế thì đứng đơ người ra, chưa hiểu được chuyện gì. Bà quên sạch những chuyện xảy ra từ mấy hôm trước rồi. Thế mà anh ta còn trách mẹ cho được. Tôi tức quá, từ trong nhà tôi chửi vọng ra. Anh có nhận thức không? Mẹ như thế anh còn không biết à mà trách mẹ. Giờ anh quẫn trí, chỉ biết đến con trai thôi à? Chồng tôi nghe tôi nói vậy thì cũng chẳng nói thêm gì. Anh lại dẫn cô ta vào phòng tôi, đỡ cô ta ngồi xuống chiếc giường của chúng tôi. Anh nhẹ nhàng bảo, Nay em ở tạm đây đã nhá. Tôi nghe thấy thế, bà máu sáu cơn chạy thốc vào trong phòng. Tôi quát, tôi đã nói với anh là không cho cô ta ngủ ở đây cơ mà. Anh đưa cô ta xuống dưới bếp, đặt giường mà ngủ, đừng có mà làm bẩn phòng tôi. Chồng tôi nói lại, nhà này là nhà của mẹ tôi, cũng là nhà của tôi, càng là nhà của con trai tôi sau này. Bây giờ tôi muốn Hằng ở đâu, đấy là việc của tôi. Nhưng yên tâm, tôi đã hứa với cô là không dùng phòng này của cô, thì tôi sẽ giữ lời hứa. Hôm nay cho Hằng ở tạm đây đã. Ngày mai cô qua dọn phòng của ba đứa nhỏ, đưa hết sang đây, hoặc là cho bọn chúng sang phòng mẹ. Hằng sẽ lấy phòng đấy để ở. Nhà hết phòng rồi. Tôi điên tiết, tôi chửi, anh bị điên à? Ba đứa sang đây hoặc sang phòng mẹ thì ngủ chỗ nào? Lại còn chỗ học của chúng nó nữa. Mà đấy là phòng của chúng nó, anh đòi đưa cho con danh này à? Chồng tôi cau mày bảo, tùy cô, không thì lấy phòng của mẹ rồi mẹ sang ở với cô, hoặc cho mẹ xuống dưới bếp cũng được. Mẹ già rồi, chả cần không gian nhiều làm gì đâu. Chứ Hằng ốm yếu, lại phải dưỡng thai nữa, cần không gian thoáng mát, ai lại để xuống bếp ở? Tôi như muốn điên lên khi nghe anh ta bảo thế. Đây là những câu mà một người làm con nên nói sao? Vì gái mà muốn đuổi chính mẹ ruột của mình xuống bếp ở. Tôi biết dù tôi có chửi thế nào thì anh ta cũng không thông đâu. Thế nên tôi đành thỏa hiệp rằng mẹ sẽ sang phòng tôi ngủ, còn phòng đấy thì cho cô ta. Đằng nào tôi cũng muốn ngủ với mẹ hơn. Dù gì anh ta cũng sẽ muốn ở cùng cô ta thôi. Nhưng muốn lấy phòng thì tự đi mà dọn. Tôi chẳng hơi đâu mà dọn, đi lót ổ cho một con đàn bà trơ trẽn đề tiện như thế. Mấy đứa con thấy bố dẫn người phụ nữ khác về, chúng nó cũng dè dặt hỏi tôi rằng đấy là ai. Tôi nghĩ chắc các con đã đủ nhạy cảm để nhận biết rằng đấy là một người mà mẹ nó không hề ưng mắt, cũng chẳng tốt đẹp gì trong cái nhà này. Nhưng tôi chẳng biết giải thích về chúng nó thế nào. Chẳng lẽ bây giờ bảo đấy là bồ nhí của bố? Thực ra tôi vẫn muốn giữ chút hình ảnh nào đó của bố nó trong mắt các con, để sau này chúng nó không căm ghét bố. Nhưng cũng không thể giấu giếm chúng nó mãi được. Đứa lớn nhà tôi đã học lớp 8 rồi, đủ nhận thức để hiểu điều đó. Vậy nên tôi đành chua xót mà bảo chúng nó đấy là vợ bé của bố. Sau này có gặp thì né đi, tốt nhất là không nên tiếp xúc. Mấy đứa con tôi, nó hiểu chuyện đến mức khiến tôi phải đau lòng. Chúng nó không hỏi tôi đủ điều về bố nó và người đàn bà kia. Chúng chỉ im lặng rồi cúi mặt xuống, ánh mắt đượm buồn. Vậy là nó đã hiểu vợ bé là gì rồi. Và nó cũng hiểu nỗi chạnh lòng của mẹ nó. Tôi thương các con quá, chỉ biết ôm chúng vào lòng mà an ủi. Tối hôm ấy, tôi đuổi cô ta xuống dưới giường ngủ. Chồng tôi không chịu, bảo là phải ngủ trên giường, chứ không lại ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng tôi cũng không chịu nhường. Giường của tôi, phòng của tôi, chồng cũng là của tôi, việc gì tôi phải đi chỗ khác. Thế là tin được không? Tối hôm ấy, ba chúng tôi cùng nằm trên giường và chồng tôi nằm giữa. Tôi cũng đâu có vừa. Tôi bắt chồng tôi nằm ngửa, rồi tôi ôm chặt lấy anh mà ngủ. Tôi còn nũng nịu, anh phải ôm em cơ. Mặc kệ anh có đẩy tôi ra thế nào, tôi vẫn ghì chặt lấy anh, điều mà trước đây chẳng bao giờ tôi làm. Tôi nghĩ nếu tôi càng tỏ ra chán ghét, gây hiềm khích với chồng thì càng đụng ý con ả đấy. Thế nên tôi càng ra sức yêu chiều chồng, dịu dàng với chồng cho nó tức chơi.
Đúng như tôi nghĩ, con ả bực lắm nhưng chả làm được gì, chỉ biết liếc xéo tôi. Đêm ấy cũng coi như trôi qua một cách êm đẹp. Từ ngày nó về đây, mẹ chồng tôi lúc tỉnh táo hay lú lẫn thì đều không quan tâm, đoái hoài gì nó. Mẹ vẫn một mực yêu thương tôi như trước. Điều này cũng giúp tôi an tâm hơn về việc mẹ chỉ cần một đứa cháu trai thôi. Còn tôi thì vẫn chăm sóc mẹ như bình thường và thôi sinh sự với chồng. Trong nhà tạm thời cũng yên bình. Mà con này cũng hay lắm nhá. Cứ hễ có mặt chồng tôi hoặc mẹ chồng tôi là lại thảo mai, làm bộ làm tịch chân yếu tay mềm, chẳng làm được cái trò trống gì. Lúc nào cũng chị em, có việc gì chị cứ sai em ạ, em làm được hết, chị yên tâm. Nhưng chỉ có mỗi tôi với nó thì hiện ra bộ mặt đanh đá, chua ngoa liền. Nhìn là biết không phải người đơn giản. Nhưng á, chị trải đời sớm hơn em 10 năm em à. Em nghĩ qua mắt được chị dễ dàng sao? Được thôi, muốn ở thì ở. Còn ở được bình yên hay không thì tùy thuộc vào độ may mắn của em. Chị đây á, không dại mà làm ô sin cho em, lại còn là thứ mua vui cho em đâu. Có hôm tôi mua sữa chua về cho các con để ở trong tủ lạnh, phòng chúng nó khi đói hoặc đi học về có cái mà ăn. Ngay lúc ngồi ăn cơm, tôi cũng có dặn các con là sữa chua mẹ mua về cho mấy đứa, muốn ăn lúc nào thì ăn nhé. Mẹ chồng tôi thì không thích ăn nên tôi không bảo mẹ. Ấy vậy mà con ả đó lại tự tiện lấy sữa chua của mấy đứa con tôi rồi ả ăn một cách ngon lành. Tôi bắt gặp được, tôi tức tôi bảo: "Ai cho mày lấy sữa chua của con tao ăn?" Nó cười và trơ tráo nói: "Sao đâu ạ? Sữa chua trong ấy, em thích thì em ăn. Quan trọng là con em thèm chị ạ. Chẳng phải em chỉ cần nói một câu là chồng em lại mua cho em đấy thôi. Giờ em ăn của chị cũng có khác gì đấy mấy đâu. Mấy đứa nhỏ nhà chị san sẻ cho em trai một chút không được à? Đằng nào sau này mọi thứ trong nhà này cũng là của con trai em. Còn không nữa thì tí chồng em về, em bảo chồng em trả tiền lại cho chị." Tôi uất nghẹn khi nghe nó nói như thế. Cái từ chồng em thốt ra từ miệng nó sao dễ dàng như thế. Từ khi nào chồng tôi mà đã thành chồng nó rồi? Tôi là người được mẹ chồng và cả dòng họ nhà anh cưới về và công nhận. Lời nó nói như thế, tôi sắp không còn là vợ của anh, con dâu nhà này nữa rồi. Điều này động chạm đến lòng tự tôn của tôi. Tôi chửi nó: "Chồng là chồng tao, cái loại ăn bám tranh chồng của người khác như mày có quyền được bảo là chồng mày à? Ở nhà bố mẹ mày không dạy dỗ được mày là không được ăn cắp ăn trộm sao? Hay bố mẹ mày cũng là loại như thế nên mới dung túng cho cái thứ bẩn thỉu như mày được sinh ra và tồn tại? Tao cảnh cáo mày, sau này đồ gì của tao mày đừng có mà đụng vào, bằng không tao đuổi cổ chúng mày ra khỏi nhà đấy. Nên nhớ, trên giấy tờ luật pháp, vợ của anh Bằng vẫn là tao." Cô ta tức đỏ tím mặt. Tôi biết đã động được đến lòng tự ái của nó rồi. Tôi vui mừng như mở cờ trong bụng. Trước giờ dù rất không ưa cô ta nhưng tôi chưa bao giờ mắng chửi gì nó, bởi vì chồng tôi cứ kè kè suốt ngày bên cạnh cái thứ đàn bà này. Tôi nói một câu không hay lại dãy đành đạch lên liền. Muốn gia đình yên ổn nên tôi chẳng thèm so đo. Nhưng hôm nay con ả đê tiện này đã khơi mào trước như vậy, tôi cũng chẳng cần nể nang gì. Tức thì tức thế, nhưng nó vẫn trơ cái mặt già như mặt thớt. "Chị làm gì mà nóng thế? Em trả sữa chua lại cho chị là được chứ gì?" Nói dứt lời, nó múc lên một thìa sữa chua rồi nhả lại vào trong hộp. Việc này không chỉ là vấn đề sữa chua, mà ẩn ý đằng sau còn hơn cả thế nữa. Có lẽ nó đến với chồng tôi không hẳn là vì tình yêu, mà còn vì chồng tôi có tiền. Hành động và lời nói của nó cũng đã quá rõ ràng. Nó thích thì nó tùy tiện lấy dùng, còn không thì nó vứt đi như một món hàng đã qua sử dụng, giờ đã thành rác và trả lại cho người cần dùng. Nó hiên ngang sỉ nhục tôi như vậy, chẳng lẽ tôi chịu để yên? Không nói không rằng, tôi nhẹ nhàng bước đến sát nó, nhìn hộp sữa chua mà nó vừa nhả ra rồi cười bảo: "Cảm ơn em đã trả lại cho chị nhé. Nhưng chị nghĩ lại rồi, hộp sữa chua này hợp với em hơn, nên là..." Tôi vừa nói vừa đổ thẳng sữa chua lên trên đầu của nó. Nó bất ngờ vì hành động của tôi nên không kịp phòng bị, đương nhiên sẽ lãnh hết chỗ sữa chua bẩn kia. Nó la lên oai oái như ai chọc tiết nó vậy.
Con điên này, mày làm cái gì tao thế? Tôi nhìn nó như vậy thì hả hê lắm, đáng đời con danh. Nhưng ngay lúc ấy, chồng tôi đi về và thấy trên đầu nó bê bết sữa chua, nên chồng tôi hùng hổ lao đến, tát tôi một cái thật đau rồi chửi. Mày làm gì vợ tao thế? Mày không biết vợ tao đang mang thai à, con ngu? Tuy biết chồng tôi giờ đây đang đắm chìm và hạnh phúc với con ả này, nhưng hành động đó và lời nói kia đã tác động mạnh mẽ đến tận sâu đáy lòng tôi. Anh vì bảo vệ cô ta mà đánh tôi, xúc phạm tôi như thế. Đã vậy, anh còn khẳng định với tôi cô ta là vợ anh nữa. Chồng tôi không còn xem tôi là vợ anh nữa rồi. Tôi như chết lặng, mắt ngấn lệ nhìn anh. Thử hỏi có ai không đau khi thấy chồng mình, một người mà mình hết sức yêu thương, lại đi bảo vệ người con gái khác trước mắt mình bằng cách động tay động chân với mình đâu. Bây giờ dù tôi có làm gì, nói gì thì người sai vẫn là tôi. Nỗi ấm ức này làm sao tôi có thể xoa dịu được đây? Khi tôi đang luống cuống chẳng biết làm gì thì mẹ chồng tôi lao đến, tát chồng tôi một cái thật kêu, và bà cũng nhanh thoăn thoắt tát thêm cho con ả đấy một cái nữa. Chồng tôi lẫn cô ta sững sờ nhìn mẹ, vừa kịp kêu lên một tiếng mẹ thì đã bị bà vơ lấy cái chổi quất túi bụi vào người. Vừa đánh chồng tôi, bà vừa chửi: tao đúng là chỉ cần cháu đích tôn thật, nhưng nếu không dạy dỗ được mày tử tế thì khi xuống dưới suối vàng tao cũng không thể ăn nói được với bố mày. Tao có bao giờ dạy mày đánh vợ không? Mày mà giờ mày đánh con gái tao như thế hả? Mày không nhớ trước đây nó đã đối xử tử tế với mày như thế nào à? Mày cũng đừng quên, nó là đứa chăm bệnh mẹ mày đấy. Hay bây giờ mày không thèm nhận tao là mẹ luôn? Bị mẹ chồng tôi mắng xối xả vào mặt như thế, cô ta vẫn gân cổ lên cãi: mẹ ơi, mẹ đừng đánh chồng con. Chồng con chẳng qua là thương con quá thôi, chứ chồng con không có lỗi. Lỗi là do con đã chọc giận chị ạ. Vừa dứt lời, mẹ tôi đã liếc xéo cô ta một cái rồi nhàn nhạt bảo: ai là chồng cô, ai là mẹ cô? Tôi nói cho cô biết, thằng bằng con tôi là chồng của Nguyễn Thị Lý, mà Nguyễn Thị Lý cũng là đứa con dâu duy nhất của tôi. Ngoài nó ra, tôi không chấp nhận ai làm con dâu tôi, cô hiểu chưa? Nghe mẹ tôi nói vậy thì cô ta ấm ức nhìn chồng tôi, còn chồng tôi thì câm như hến, không dám nói lại mẹ nữa, chỉ đành lủi thủi đưa nhau về phòng. Đến khi họ đi khuất rồi, mẹ chồng tôi khóa xoa má tôi, tỏ ý thương xót. Thương bao nhiêu thì mẹ tôi lại mắng tôi bấy nhiêu: sao mày dại thế, bị nó đánh còn đứng yên, trước giờ mày hổ báo lắm cơ mà. Tôi cười khổ nhìn mẹ: vâng, con hổ báo ở đâu không biết, chứ cái lúc mà chồng con bảo vệ người đàn bà khác thì con cũng chết tâm lắm chứ mẹ. Từ đấy chồng tôi thì lạnh nhạt với tôi hơn trước nhiều. Có lẽ anh căm thù tôi lắm, nhưng không dám ly dị tôi vì sợ không có ai chăm mẹ. Còn con ả kia không đả động gì được đến tôi thì lại nhăm nhe đến mấy đứa con tội nghiệp của tôi. Một hôm tôi đang húy hoáy trong bếp nấu cơm buổi tối thì bỗng nghe tiếng đứa con út của tôi khóc. Tôi vội vàng chạy ra thì thấy đứa bé đứng khóc trước mặt người tình của bố nó đến đỏ cả mặt mũi ra. Còn con ả kia thì ngồi trên ghế nghiêm mặt nhìn nó. Tôi hốt hoảng chạy đến ôm con vào lòng rồi vỗ về, dỗ con cho nó ngừng khóc. Vừa dỗ con, tôi vừa đanh mặt hỏi: mày làm gì con tao thế à? Con ả nhún vai bảo: nó hư thì em dạy nó thôi, dẫu sao em cũng sẽ làm mẹ của nó trong tương lai mà. Tôi tức tím mặt khi nghe thứ đàn bà đê tiện nó nói cái câu đấy: nó sẽ làm mẹ của con tôi trong tương lai. Ai cho phép nó làm điều đó? Trừ khi tôi chết đi thì còn họa may, chứ đến lúc nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Mà cướp chồng tôi thì cũng đã cướp rồi, giờ còn đòi cướp mấy đứa con của tôi nữa ư? Thì tôi sẽ được cô ta được toại nguyện chắc. Bản năng làm mẹ sẽ giúp tôi không bao giờ gục ngã trước con ả đó. Tôi chửi: mày nói cái gì đó? Tao nhắc cho mày nhớ, tao đây vẫn còn thở đây này. Cái thứ tầm thường như mày mãi mãi chỉ là một con tiểu tam lăng loàn thôi. Đừng cho mình cái quyền dạy dỗ người khác. Càng không có chuyện, con tao sẽ gọi mày một tiếng mẹ. Con tao có hư thì tao dạy dỗ, chưa đến lượt người ngoài như mày lên tiếng. Giọng tôi đanh thép như thế khiến con ả cũng ngập ngừng. Tôi cúi xuống hỏi con tôi: nói mẹ nghe, nãy có chuyện gì thế?
Con gái tôi vừa nức nở, lau nước mắt, vừa tủi thân bảo: "Cô ấy sai con đi lấy quả bóng đằng kia cho con cô ấy chơi. Con đã đi lấy rồi, nhưng cô ấy lại ném trái bóng đi, bắt con lấy lại lần nữa. Con không chịu thì cô ấy mắng con hư, mất dạy. Mẹ ơi, con bảo là bố mẹ không thèm thương con nữa." Tôi xót ruột, ôm con bé vào lòng, thơm má nó hai cái, rồi dịu dàng bảo: "Con không phải là đứa trẻ hư, con là con ngoan của mẹ. Bố mẹ, bà và hai chị vẫn luôn yêu thương con, nên con đừng lo nhé. Bây giờ vào trong, tự rửa mặt và tay chân, sau đó mở tủ lạnh, lấy sữa chua ra ăn. Lát nữa ăn cơm, chịu không?" Con tôi gật đầu, rồi lon ton chạy vào nhà. Đợi khi con bé đi rồi, tôi cầm quả bóng lên, ném vào mặt cô ta, tôi chửi: "Này thì thích chơi bóng phải không? Thế thì để chị nhặt, rồi chơi cùng em nhé." Cô ta sợ xanh mặt, đau lắm, nhưng không dám lên tiếng. Đang mang thai, nên cũng không dám phản kháng lại. "Thử nói một câu nữa xem tôi có cho thêm phát bóng vào mặt không?" Tôi thì hả hê vì trả đũa được cho con tôi. Tôi bảo: "Tao chỉ cho mày một quả bóng vì tao nể mẹ chồng tao. Nhưng chỉ cần tao thấy một lần nữa mày bắt nạt mấy đứa con của tao á, thì không chỉ một bóng như này đâu. Có khi là nước sôi cũng nên đấy. Mày cứ coi chừng tao." Dừng một chút, tôi lại tiếp tục: "Mày cứ việc cái mách chồng tao, dẫu sao tao cũng chả ngán ai nữa rồi." Nói xong tôi bỏ đi, để lại nó ngồi đấy mà ngậm cục tức trong họng. Tôi mặc kệ, việc của tôi là bảo vệ tốt cho con của mình và mẹ chồng tôi. Kể cả bây giờ nó bị làm sao thì tôi càng mừng, chứ đừng nói là e sợ. Thời gian cứ thế trôi qua, trong nhà dần dần cũng được ổn định. Chồng tôi dạo này có dự án mới nên anh đi suốt, mặc dù không đi làm ăn xa như trước nữa. Bệnh tình mẹ tôi thì chẳng có tiến triển gì, cũng may là không có xu hướng xấu đi. Tôi và các con của tôi đã quen với việc con ả ấy sinh hoạt trong nhà. Dù rất ngứa mắt nhưng cũng chẳng làm được gì. Không sao, còn vài tháng nữa thôi, đợi con ả ấy sinh xong thì có thể cho nó quấn gói ra khỏi nhà được rồi. Còn cô ta dạo này cũng coi như là biết thân biết phận, ít khi gây sự với tôi và các con như trước nữa. Chắc là do đang bầu vật mặt đến tháng thứ 5 rồi. Nhưng dạo này tôi để ý con ả hay lấm lét nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó, mà phải đi ra xa để nghe máy khi chồng tôi không có nhà. Vốn dĩ tôi không có ý định để ý đâu, kiểu như việc ai người ấy làm, thân ai người ấy giữ ấy, miễn là chẳng ảnh hưởng đến nhau thì tình hình như hiện tại cũng ổn. Nhưng đột nhiên tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của nó và một người nào đó trong điện thoại. Tôi chỉ nghe loáng thoáng lời nó nói: "Anh yên tâm đi, em và con vẫn ổn. Anh đừng đến, nó biết thì chết." Tôi chỉ nghe được như thế, rồi nó lại đi ra xa như sợ có ai nghe được. Tôi cũng không biết người kia là ai, nhưng nghe gọi là anh thì chắc chắn là đàn ông. Mà nói với giọng điệu thế kia, lại trốn chui trốn lủi mà gọi điện nữa thì không phải là nói chuyện với chồng tôi rồi. Linh tính của phụ nữ mách bảo với tôi rằng cô ta có điều gì đó khuất tất giấu giếm chồng tôi và gia đình tôi. Tôi nghi ngờ thế thôi, chứ cũng chẳng có bằng chứng, mà tôi càng không rảnh hơi đâu mà đi tìm hiểu. Đấy là chuyện của họ, kể cả chồng tôi có bị cắm một cái sừng thì cũng đáng lắm, coi như đấy là nghiệp quật cũng được mà. Còn đàn bà ấy ghê gớm lắm, chuyện gì mà chẳng dám làm. Tôi chờ đợi và xem xét tình hình sắp tới xem thế nào đã. Chưa có gì mà tố cáo nó thì nó lại dãy lẻ lên bảo tôi nói điêu, không có bằng chứng kết tội. Chồng tôi thì mù quáng tin tưởng nó nữa, tôi có nói gì cũng vô ích thôi. Chồng tôi thì mấy nay thì đi làm từ sớm đến tận tối mịt mới về. Con ả ấy ăn rồi ở nhà nằm không, chả chịu làm gì cả. Quát tháo mãi mới chịu cầm cái chổi lên quét nhà, đem bộ ấm chén đi rửa. Tôi cũng biết nó có bầu mà, nên cũng chẳng đòi hỏi nó làm cái gì nặng nhọc. Dẫu sao đấy cũng là cháu của mẹ, mẹ tôi mong có cháu trai dữ lắm. Tôi chỉ cần nó làm mấy việc nhẹ nhàng, thay vì đợi tôi hầu tận răng cho nó là được. Từ cái hôm tôi bắt gặp nó nói chuyện với người đàn ông khác đến bây giờ, tôi chẳng thấy có gì mờ ám nữa. Thỉnh thoảng nó nhìn vào tin nhắn điện thoại rồi cười khúc khích thôi, cũng không lén lút đi gọi điện thoại cho ai cả.
Tôi cứ tưởng chuyện hôm ấy là do mình nghĩ quá nhiều và chẳng có gì như tôi tưởng tượng. Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến một hôm khi đang ngồi ngoài quán bán hàng thì tôi bắt gặp nó bị từ đầu đến chân kín mít, ngó trước ngó sau, nhìn y như một tên trộm, lén lút đi đâu đó, như thể không muốn cho ai bắt gặp. Tôi cũng tò mò, nhưng vì quán hàng nên tôi chẳng đi theo nó được. Nó đi thẳng ra ngoài đường lớn, rồi lên xe của một người đàn ông nào đó đã đứng đó sẵn, không biết là xe ôm hay là cái người đàn ông mà nó hay gọi điện. Tôi đã bắt gặp vài lần nó đi như thế rồi, mà toàn đi vào cái lúc chồng tôi đã đi làm. Lại cái dáng vẻ lấm lét đó thì chắc chắn là không muốn chồng tôi biết. Có lần tôi bắt gặp nó đi về cái lúc tôi còn đang ở nhà. Tôi tiện mồm hỏi nó đi đâu, nó giả lảng tránh bảo đi mua tí đồ chứ đi đâu. Tôi nghe thế thì chỉ biết thế, ngoài ra chẳng hỏi gì thêm. Dạo này bệnh tình mẹ tôi lại trở nặng hơn trước, thành ra tôi cũng tập trung vào lo cho mẹ, chứ chẳng thể để ý được nhiều gì. Mẹ uống mấy cái thuốc bình thường thì không đỡ, nên tôi phải tìm thuốc khác cho mẹ. Chợt nhớ ra trước đây có một đơn thuốc do một người thầy thuốc giỏi đã kê cho mẹ, mà thầy cũng dặn là nếu bệnh nặng quá thì mới uống, vì tác dụng thuốc rất mạnh, uống nhiều dễ gây nhờn thuốc, không còn tác dụng nữa. Giờ mẹ lại quên nhiều hơn trước thế kia. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc cho mẹ dùng bài thuốc ấy rồi. Thật ra chỉ cần cái đơn thuốc của thầy, rồi tôi đi mua những món thuốc như thầy bảo là được. Vì thầy là thầy kê thuốc nam mà còn ở xa nữa, nên thầy kêu làm như thế cho tiện. Nhưng vấn đề là tôi chẳng nhớ tôi đã để cái đơn thuốc đấy ở đâu. Hỏi mẹ thì dĩ nhiên mẹ chẳng nhớ rồi. Thế là tôi đành phải vào trong phòng mẹ để tìm, trong cái tủ cũ kỹ của mẹ, xem là mẹ có cất trong ấy không. Vì để không chạm mặt rồi gây mâu thuẫn với con ả kia, nên tôi vào phòng mẹ khi nó không có ở nhà. Tôi đoán chắc là nó lại lấm lét đi với ai đó rồi. Lục lọi một hồi mà tôi chẳng tìm thấy đơn thuốc đâu. Khi đang bất lực và gần như bỏ cuộc thì tôi lại lục được một tờ đống giấy tờ. Nó ở sâu dưới cái tủ của mẹ tôi, nơi mà chẳng ai dám đụng đến vì nó hơi bẩn. Mà mẹ tôi chẳng hiểu sao chấp niệm với cái này lắm, nên không cho ai dọn dẹp đến nó. Tôi nghĩ mẹ cất đơn thuốc ở trong này. Tôi lôi ra được một đống giấy tờ, tôi gom hết về phòng để tìm, chứ tôi sợ con ả kia về bắt gặp lắm. Tôi không làm gì khuất tất, nhưng tôi thấy phiền khi xích mích với cô ta, nên tốt nhất là tôi mang về rồi tự xem. Căn phòng ấy tôi cũng lục cả rồi, chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Trong đống ấy có một vài tờ giấy mẹ ghi dạng như viết nhật ký. Giấy còn mới thế này, tôi nghĩ là trước đây mẹ đã viết trong khi những lần tỉnh táo rồi bỏ vào đấy. Chủ yếu là mẹ viết cho tôi. Mẹ viết tất cả mọi chuyện từ khi tôi mới về làm dâu nhà mẹ. Nhưng tuyệt nhiên mẹ không nhắc đến buôn bán thất bát năm xưa của tôi. Mẹ bảo mẹ thương tôi nhiều lắm, mẹ cũng xót khi mà tôi phải chăm bệnh mẹ thế này. Mẹ trách chồng tôi không biết quan tâm đến tôi, vì thấy tôi thiệt thòi đủ đường, nên bao năm qua mẹ vẫn yêu ái tôi hơn tất thảy. Ngồi gần cả tiếng đồng hồ, đọc từng dòng chữ mẹ viết mà nước mắt tôi trào ra. Từ lúc biết chuyện của chồng, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm xúc trong tôi càng chai sạn, hóa đá hơn khi mà mẹ chồng đề nghị tôi chấp nhận anh đưa ả ta về. Nhưng tôi vẫn chọn chăm sóc và yêu thương mẹ, vì mẹ cũng đã bỏ qua chuyện buôn bán kia của tôi mà. Mặc dù đâu đó trong tôi vẫn là bị tổn thương vì mẹ nhiều lắm. Giờ đây tôi đọc được những dòng chữ này, tôi chẳng còn lăn tăn gì về mẹ tôi nữa. Mẹ vẫn là thương tôi nhất. Đột nhiên tôi thấy cái việc tôi chấp nhận con ả đó về đây, sinh cháu trai cho mẹ là một chuyện hết sức nhỏ nhặt so với tình thương mà mẹ dành cho tôi thế này. Và tất cả mọi thứ tôi làm cho mẹ đều rất xứng đáng. Đọc xong thì tôi cũng tìm thấy được đơn thuốc của mẹ. Đúng như dự đoán, mẹ tôi cất cẩn thận ở trong tận góc này. Đang vui mừng khôn xiết thì đột nhiên tôi thấy còn sót một tờ giấy gấp đôi nữa. Nó khác với mấy tờ giấy nhật ký của mẹ viết. Tôi tò mò mở ra xem và đọc thử thì tá hỏa, da gà nổi bần bật quanh người. Hóa ra đấy là giấy xét nghiệm ADN của con của ả đó. Trên giấy
là con của ả ta và chồng tôi. Nhưng quan trọng là kết luận trên đó, chồng tôi và đứa con của ả không cùng huyết thống. Tôi sốc đến mức cứ nhìn chằm chằm vào kết quả một hồi lâu. Thật sự thì điều này quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Thế có nghĩa là cô ta đã ngoại tình với người khác từ trước khi về đây, chứ không phải là chồng tôi đi làm, cô ta ở nhà chán nên tìm người đàn ông khác, như mấy này tôi nghi ngờ. Và đứa con này chắc là của người đàn ông đó, vì một lý do nào đó mà cô ta bắt chồng tôi đổ vỏ. Khả năng cao là lý do là chồng tôi nhiều tiền. Chồng tôi thì mừng vì nghĩ đấy là con của mình, lại còn là con trai nữa, nên nằng nặc đòi đưa cô ta về đây chăm sóc cho bằng được. Khi biết được chuyện này, tôi cũng chẳng rõ là tôi nên vui hay buồn nữa. Nhưng tôi cũng phẫn nộ vì biết cô ta lừa gạt gia đình tôi, nhất là mẹ chồng tôi. Chứ chồng tôi thì tôi không tiếc. Mẹ chồng tôi đã mong ngóng đứa cháu này biết bao. Khi biết không phải là cháu ruột của mình, mẹ tôi sẽ sốc đến mức nào? Tôi phải làm sao đây? Tôi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mẹ tôi, vì dạo này bà đã yếu hơn rồi. Tôi sợ mẹ tôi không chịu được cú sốc này. Tôi quyết định sẽ đưa cái này rồi nói chuyện với chồng, để chồng tôi tự giải quyết. Tôi ấy anh về, mẹ đã đi ngủ rồi. Tôi cầm tờ giấy đi qua phòng của anh. Thấy mặt tôi, cả anh lẫn ả kia đều bày vẻ mặt không muốn đón tiếp. Tôi cũng kệ, chia tờ giấy cho anh rồi bảo: tôi có thứ cho anh xem, vô tình tôi thấy được, tự đọc đi rồi biết. Chồng tôi và cô ả đang nằm trên giường, nghe tôi nói vậy thì mặt hoang mang lắm. Chồng tôi cũng cầm tờ giấy để xem. Sau khi đọc được kết quả thì anh sốc lắm, như không thể tin vào mắt mình. Anh ta hỏi: của ai đây? Tôi chỉ đầy về phía cô ả ta. Anh quay phắt qua trừng trừng nhìn con Hằng. Cô ả thấy thế thì sợ quá, hớt hải với lấy tờ giấy từ tay chồng tôi. Vừa mở tờ giấy ra, ả cũng hốt hoảng không kém, lắp ba lắp bắp gọi chồng tôi và đòi giải thích. Tôi thì vẫn kiên nhẫn đứng xem cô ta diễn trò hề. Chồng tôi giận dữ đến mức quặn tay lại thành nắm đấm. Cô ta sợ hãi nắm lấy tay chồng tôi rồi bảo: không phải đâu anh à, chị Ly dựng chuyện đấy, không hề có chuyện này. Chị, tại sao chị làm vậy với em? Em biết chị không ưng em cho lắm, nhưng cũng đừng nên làm ra chuyện bịa đặt này chứ. Nếu chị muốn thì em có thể dọn ra mà, sao làm giả giấy tờ để chia cắt bọn em? Tôi thở dài ngao ngán nhìn con ả thảo mai trước mặt. Đúng là mật ngọt thì chết ruồi mà. Ngọt ngào thế này, bảo sao chồng tôi không mê cô ta như điếu đổ. Tôi cảm thấy nực cười, đến mức này rồi mà vẫn to mồm ngang ngược được như thế. Nhưng lão chồng ngu của tôi cứ thế mà hỏi vặn lại tôi: cô lấy đâu ra cái thứ này? Tôi kể rằng hôm nay tôi tìm đơn thuốc của mẹ, tình cờ thấy nó trong tủ. Tôi cũng kể những lời tôi nghe được từ cuộc trò chuyện điện thoại của cô ta, những lần tôi bắt gặp cô ta lén lút đi ra ngoài với người khác. Chồng tôi tức sôi máu lên hỏi cô ta, nhưng cô ta vẫn chối đầy đẩy, khẳng định mọi việc là giả dối, do tôi tự bịa đặt ra để đổ oan cho cô ta, chứ còn ả đó không hề làm gì có lỗi với chồng tôi. Tôi nhún vai bảo: nếu không tin thì thử đến viện kiểm tra xem. Chồng tôi nghe vậy thì quyết định sáng mai sẽ xét nghiệm liền. Đêm hôm ấy chúng tôi không ai có thể ngủ được. Sáng hôm sau, chồng tôi lôi cô ta đến bệnh viện để siêu âm cũng như xét nghiệm. Chồng tôi bảo tôi đi theo cùng để tôi chứng kiến thực hư. Có vẻ như anh vẫn cố đấm ăn xôi, muốn tin cô ta đến cùng đây mà. Được thôi, hai người thích thì tôi chiều. Đến bệnh viện, chồng tôi đưa cô ta đi siêu âm và cả xét nghiệm nữa. Lúc vào siêu âm, anh như nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi bác sĩ: bác sĩ cho tôi hỏi, em bé giống bố hay giống mẹ ạ? Bác sĩ cười bảo: giống mẹ nha. Nói như thế cũng đủ hiểu, đứa con trong bụng cô ta là con gái chứ không phải con trai. Chồng tôi như không tin vào tai mình mà hỏi lại: bác sĩ xem kỹ lại xem là giống bố hay giống mẹ. Bác sĩ khi bị hỏi câu đấy lần nữa nên hơi bực, bác ấy quát: đã bảo giống mẹ, con gì mà chẳng được, anh hỏi nhiều thật đấy, thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ. Chồng tôi như chết sững khi nghe bác sĩ bảo chắc nịch như thế. Anh ấy đã vui sướng khi nghĩ
cô ta mang thai con trai. Trong tư tưởng của chồng tôi, việc không có con trai là một mối nhục lớn. Tôi thì bình thản, như thể chẳng phải chuyện của mình. Tôi chỉ thương mẹ tôi. Đến bây giờ, bà vẫn mong có được thằng cháu đích tôn. Nhưng ai ngờ cô ta lừa gia đình chúng tôi như thế, nói dối là con trai để được chồng tôi chịu trách nhiệm. Sau khi siêu âm xong, chúng tôi đi ra chờ kết quả xét nghiệm. Chồng tôi thất thểu bước ra, ngồi phịch xuống ghế ở bệnh viện. Nòng anh mệt mỏi và thất vọng lắm. Nói thật, bây giờ tôi rất muốn tặng anh hai chữ đáng đời lắm. Còn cô ta thì mặt tái mét, lẽo đẽo bước theo anh, cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh. Cô ta dường như muốn giải thích gì đó, nhưng anh lại bảo câm mồm. Tôi thì thoải mái ngồi xem điện thoại, mặc kệ hai người họ muốn làm gì thì làm. Chuyện cũng không liên quan đến tôi lắm, mà có vẻ như chồng tôi đang muốn yên tĩnh để suy nghĩ thì phải, nên tôi lẫn cô ta chẳng dám lên tiếng. Ngồi im lặng trên băng ghế lạnh lẽo, mãi một lúc sau, chồng tôi lên tiếng hỏi. Sao mày lại lừa tao? Mày mang thai con gái, nhưng lại bảo với tao là con trai. Tao thiếu con gái à? Mà mày còn mang thai con gái nữa, hả? Chồng tôi quát to đến nỗi ai cũng nhìn chằm chằm vào. Tôi chẳng biết kiếm được đâu cái lỗ mà chui vào cho đỡ mất mặt. Làm bố của ba đứa trẻ rồi, ấy vậy mà anh vẫn còn mở mồm thốt ra được những câu bỉ ổi đó. Đúng là tôi ghét cô ta thật, nhưng cùng là phụ nữ với nhau, tôi không chấp nhận nổi tư tưởng này của chồng và những lời lẽ khiếm nhã như thế. Mang thai là con trai hay con gái, có ai quyết định được đâu. Chồng tôi mang quan niệm quá lạc hậu. Cũng vì cái quan niệm này mà hôn nhân, hạnh phúc gia đình của tôi đổ vỡ. Tôi chẳng sinh được con trai, nên anh ra ngoài kiếm bằng được đứa con trai để nối dõi cho mình. Ngay lúc này, tôi lại cảm thấy trào phúng và chua chát. Cô ta thì sợ đến nỗi chẳng nói được câu gì ngoài câu xin lỗi, cũng chẳng dám ngước đầu lên nhìn. Tay thì run lẩy bẩy, nom vừa đáng thương vừa đáng trách. Vì đang ở chỗ đông người nên chồng không nói gì thêm nữa. Ba chúng tôi lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, ngồi đợi để có được kết quả xét nghiệm ADN. Có lẽ đây là niềm hy vọng cuối cùng của anh rồi. Ngồi đợi mãi thì cuối cùng cũng nhận được kết quả. Khi cầm tờ giấy xét nghiệm từ bác sĩ, chồng tôi tức tốc mở ra xem. Tôi cũng tò mò mà ngó vào. Cô ta thì chẳng dám nhìn vào kết quả. Như tờ giấy hôm qua đưa cho chồng tôi xem, hôm nay xét nghiệm cũng nhận được kết quả y như vậy. Chồng tôi sốc không nói thành lời. Mặc dù hôm qua đã thấy rồi, nhưng khi xác nhận lại lần nữa mà kết quả vẫn như vậy, tôi cũng sốc không kém. Mặt cô ta ban nãy xanh như tàu lá chuối, bây giờ thì thành mặt cắt không còn một giọt máu. Bí mật của cô ta cố gắng che giấu bấy lâu nay đã được phanh phui cả. Chồng tôi nắm chặt tay lại để kiểm soát bản thân không được làm gì ở đây. Cô ta sợ đến mức không nói được một câu nào, người cứ run lẩy bẩy. Chồng tôi kéo cô ta ra xe rồi phóng như điên lao về nhà để giải quyết. Tôi chạy theo họ mà muốn tụt hơi. Trên đường đi, anh không màng nguy hiểm mà cứ lao vọt lên trên, vượt qua cả đèn đỏ. Quãng đường từ đó về đến nhà đáng lẽ mất 30 phút mà anh phóng xe nhanh nên chỉ mất tầm 15 phút thôi. Về đến nhà, anh ta lôi cô ta sành sạch vào phòng rồi ném cô ta lên giường. Không nói nhiều lời, anh lao đến nắm tóc cô ta và tát túi bụi vào mặt. Cô ta thì hoảng hốt la thất thanh và khóc lóc cầu xin chồng tôi dừng lại. Tôi thì đi xem mẹ tôi đang ở đâu. Sau khi xác nhận bà vẫn ngủ thì tôi qua phòng bọn họ để nói chuyện. Tôi qua thì thấy chồng tôi đang rút thắt lưng ra định đánh con ả một trận tơi bời. Nhưng tôi đến để cản chồng tôi lại. Con ả thấy thế thì núp sau lưng tôi, đầu tóc bù xù, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi chán chường bảo, cô ta đang mang thai đấy, anh muốn bị kiện vì tội hành hung à? Nghe tôi nhắc nhở thế, chồng tôi mới chịu dừng lại. Chồng tôi ngồi phịch xuống đất như một đứa trẻ. Cô ả vẫn khóc thút thít ở sau lưng tôi, nhìn về phía chồng tôi nhưng chẳng dám lên tiếng. Mãi sau chồng tôi mới hỏi, tại sao mày làm vậy với tao? Tao có chỗ nào đối xử với mày không tốt? Cô ta vẫn mồm năm miệng mười bảo, thật sự em không biết, anh phải tin em, có khi bệnh viện xét nghiệm sai cũng nên.
Chồng tôi nghe vậy, cầm thắt lưng đánh thật mạnh xuống giường, như thể cảnh báo. Tôi và cô ta giật bắn người. Cô ta thì quỳ xuống khóc lóc, hai tay chắp lại lạy chồng tôi. Em xin anh, em sai rồi, em sai rồi. Thật ra em bị người ta ép làm chuyện đó rồi dính anh ạ. Chứ không phải em phản bội anh. Em cũng không biết đứa bé không phải là con của anh mà. Còn việc em nói là con trai, vì em sợ anh có gia đình rồi nên không chịu trách nhiệm với em. Chồng tôi gầm gừ hỏi, thằng đó là thằng nào? Con ả lại bảo, dạ là người yêu cũ của em. Em đã từ chối rất nhiều lần rồi, nhưng hắn ta gài bẫy em. Em xin lỗi anh. Thấy con danh con này cứ ngụy biện như thế thì tôi cũng bực lắm. Chuyện đến bước này rồi mà mồm mép vẫn như tép nhảy. Tôi nhàn nhạt bảo, thế lúc cô xét nghiệm ADN đứa bé với chồng tôi, cô cũng biết không phải là con của chồng tôi rồi. Sao cô lại cứ nằng nặc bắt chồng tôi nhận? Hơn nữa, mấy lần gọi điện với gã đấy là sao? Chắc mấy lần đi lén lút là đi gặp gã đó đấy hả? Hai người vẫn anh em ngọt ngào qua lại với nhau đấy thôi. Bị tôi nói cho như vậy, con ả chẳng giải thích được gì thêm nữa. Tôi vì xót mẹ nên tôi mới lên tiếng, chứ chỉ riêng chuyện hai người họ thì tôi chẳng muốn xía vào. Chồng tôi thấy cô ta im lặng như thể chẳng tranh cãi được gì nữa thì muốn lao đến đánh con ả một trận, nhưng nó ôm chân khóc lóc cầu xin chồng tôi nên chồng tôi đành thôi. Con đàn bà này cũng khôn lắm, biết chọn cái mỏ mà đào. Gặp cái thằng vừa ngu vừa sĩ như chồng tôi, lừa dăm ba cái chuyện này thì đúng là dễ. Trong khi tôi đang hả hê thì cánh cửa đột nhiên được mở ra. Người xuất hiện là mẹ chồng tôi. Tôi tái mặt khi nhìn thấy bà. Điều tôi lo sợ nhất có lẽ đã xảy ra rồi. Mẹ tôi đã nghe được hết và biết mọi chuyện. Bà mặt mày thất thần, loạng choạng bước vào. Mẹ tôi hỏi, chuyện này là thế nào hả? Bằng Lý. Chồng tôi mặt u sầu nhìn mẹ, còn tôi thì chỉ biết lắp bà lắp bắp gọi mẹ chứ chẳng biết nói gì. Mẹ tôi lao đến lay bả vai của cô ta, vừa khóc vừa gào lên, tại sao mày lại lừa gia đình nhà tao hả, con khốn nạn này. Tôi chạy đến cản mẹ vì lo cho sức khỏe của mẹ, nhưng không kịp nữa rồi, bà ngất xỉu ngay trong vòng tay tôi. Tôi và chồng tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng mẹ ơi, rồi đưa bà đi vào bệnh viện. Khi đến bệnh viện, mẹ tôi nhanh chóng được bác sĩ cấp cứu kịp thời. Tôi đứng ở ngoài bần thần nhìn phòng cấp cứu có mẹ trong đó. Còn chồng tôi thì thất thểu ngồi phịch xuống ghế một cách tĩnh lặng. Tôi hết sức cầu nguyện cho mẹ chồng tôi. Thậm chí tôi còn thầm khấn rằng, nếu mẹ chồng tôi khỏe lại như trước thì xin giảm tuổi thọ cũng được. Mấy tiếng đồng hồ cấp cứu, cuối cùng bác sĩ bước ra. Tôi và chồng hớt hải chạy đến hỏi tình hình mẹ tôi thế nào rồi. Bác sĩ cởi bỏ khẩu trang rồi lắc đầu bảo, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà nên chuẩn bị tinh thần và hậu sự. Vào trong gặp bà lần cuối đi, hiện tại bà đang thở oxy. Bác sĩ bảo vì mẹ tôi nhận cú sốc tâm lý nên bị đột quỵ, cộng với cả có bệnh nền nên không cứu chữa được. Tôi ngã quỵ ngay trên nền nhà khi nghe bác sĩ nói như thế. Tôi thương mẹ vô cùng, nghĩ đến mẹ là nước mắt tôi lại trào ra. Chồng tôi đỡ tôi dậy để vào gặp mẹ lần cuối. Tôi bước vào, mẹ tôi vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền như thể chị đang ngủ thôi. Trên người mẹ tôi là máy thở và rất nhiều dây điện truyền vào. Tôi xót mẹ, kể cả bắt tôi nằm đó thay mẹ, tôi cũng sẵn lòng. Tôi quỳ xuống cạnh mẹ, nắm chặt lấy tay mẹ rồi gào khóc lên gọi mẹ ơi. Giây phút này tôi bất lực, nhìn mẹ nằm đó mà chẳng làm gì được. Mẹ tôi một đời lam lũ vì con cái, cuối cùng lại ra đi như thế này đây. Tôi không cam lòng, tôi hối hận vì sao lại đi phanh phui cái chuyện ấy ra. Tại sao lại để mẹ tôi biết được mà sốc đến mức này. Tôi tự trách mình và cũng căm ghét chồng tôi nữa. Chồng tôi thì đứng yên lặng nhìn mẹ chứ không bảo gì. Đột nhiên mẹ tôi mở mắt và bàn tay động đậy. Tôi gấp gáp gọi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có nhận ra con không? Mẹ nhìn tôi và chớp mắt, và một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt mẹ.
Mẹ tôi còn cong mắt lên như có ý cười với tôi nữa. Tôi lắp bắp bảo: "Mẹ ơi, mẹ khỏe rồi, con đưa mẹ về nhà nhé." Vừa dứt câu, mẹ tôi nhắm mắt rồi tay buông lỏng ra. Tôi gào tên thật to, tôi gào lên thật to: "Mẹ ơi!" Như thể sợ mẹ không nghe thấy tiếng tôi thì sẽ bỏ tôi đi thật mất. Tôi gào đến rát họng mà mẹ vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi. Bác sĩ đứng bên cạnh bảo: "Mẹ tôi đi rồi." Lúc 10 giờ 35 phút, tôi đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi không chấp nhận nổi sự thật này. Tại sao mẹ lại bỏ tôi đi, để tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi lần nữa thế này? Sau đấy, vợ chồng tôi đưa mẹ về nhà và làm hậu sự cho mẹ. Tôi mất ăn mất ngủ, thất thểu mấy ngày liền vì nhớ thương mẹ. Không có mẹ nữa thì tôi biết làm sao. Mẹ đi nhanh quá, khiến tôi không tài nào thích nghi nổi được. Khi mai táng mẹ, tôi đã thương mẹ đến khóc lạc cả giọng, rồi ngất đi trong lòng chồng tôi. Vậy là mẹ tôi đã bỏ tôi đi thật rồi. Sau khi lo xong tang lễ cho mẹ, tôi cũng chuẩn bị giấy tờ để ly hôn chồng tôi. Tôi không biết tình nhân của chồng đã đi đâu rồi. Ngay cái hôm đưa mẹ vào bệnh viện, cô ta đã dọn đồ bỏ trốn rồi. Tôi cũng chẳng thèm hỏi han chồng tôi nữa, vì tôi đang ở trong cú sốc mất mẹ. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, tôi đề nghị chồng hãy ngủ lại cùng tôi một bữa. Chồng tôi đồng ý. Đêm hôm ấy, tôi nằm cạnh chồng tôi, nhưng cả hai chẳng thể ngủ được. Tôi tâm sự với chồng tôi rất nhiều điều, từ những hạnh phúc khi được yêu anh, rồi anh cưới về làm vợ. Tôi đã may mắn thế nào khi được làm dâu của mẹ. 3 lần sinh con là 3 lần mà tôi sung sướng nhất. Nhìn các con lớn lên từng ngày, tôi cũng rất an lòng. Tôi đã tủi thân thế nào khi anh đi làm ăn xa. Mẹ đã nói chuyện với tôi thế nào, mẹ bao dung và rộng lượng với tôi ra sao. Tôi ghen tuông, hậm hực khi anh quan tâm, bảo vệ tình nhân của mình. Nhưng tôi lại chấp thuận vì thương mẹ và cũng mong các con có bố. Tôi kể rành mạch, chi tiết từng câu chuyện, từng cảm xúc của tôi được phơi bày ra. Những khía cạnh sâu thẳm trong tôi, nơi mà anh chưa từng biết tới, cũng đều được tôi bộc bạch cho bằng hết. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân đầy đau khổ này. Tôi xin anh giải thoát cho tôi và mong anh cho tôi được nuôi 3 đứa con. Nhưng anh không đồng ý. Anh bảo con cũng là con của anh. Lỡ như tôi đi với người khác thì con của anh phải gọi người ta một tiếng bố à? Lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép anh làm điều đó. Mà hơn nữa, lỡ như anh không thể có con trai với người khác, như thế thì khi về già ai sẽ là người chăm sóc cho anh? Tôi thất vọng khi nghe từng câu, từng chữ anh nói ra. Đến mức này rồi, anh vẫn có ý định tìm người mới để sinh con trai. Tư tưởng phong kiến lạc hậu có thể nặng nề như này sao? Tôi không ngờ mục đích nuôi dưỡng con cái của anh chỉ chờ con báo hiếu, mà cũng vì cái sĩ diện của mình, rồi nghĩ đến cả mức con gọi người ta là bố. Tôi cứ tưởng tâm sự với anh những mảng sâu thẳm trong lòng mình như thế thì anh sẽ hiểu tôi hơn. Êm đẹp thỏa thuận trước với anh để giành được quyền nuôi hết 3 đứa con. Nhưng không ngờ tôi nhận được những câu nói vô tình vô nghĩa như vậy. Chẳng còn điều gì có thể cứu vớt được nữa. Tôi đành phó mặc vào số trời định, đồng ý nộp đơn ly hôn và chờ tòa xét xử. Trong thời gian ấy, tôi rất bất an vì sợ không được nuôi cả 3 đứa. Làm gì có người mẹ nào an tâm khi giao con mình cho người khác đâu. Từ buổi tối hôm ấy, chồng tôi thì đi biệt tăm, không thấy về. Tôi chỉ gặp khi anh ấy về nhà lấy đồ, hoặc khi tòa gọi lên để hòa giải. Trong thời gian chờ đợi, tôi vẫn cố làm việc chăm chỉ để có vững tài chính mà giành quyền nuôi các con. Thậm chí tôi tìm thêm việc ở nhà để có thêm thu nhập, nhưng thực sự cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Đêm nào tôi đều đứng trước bàn thờ của mẹ, khấn xin mẹ giúp tôi giành được quyền nuôi con. Mẹ thương tôi, cũng hiểu cho số phận của tôi, nên chắc là mẹ sẽ giúp tôi thôi. Cuộc sống ảm đạm cứ thế kéo dài ngày qua ngày. Cho đến một hôm, tôi đi bán ở quán về nhà như thường lệ, thì thấy một chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà. Tôi cứ ngỡ chồng tôi về,
Nhưng chiếc xe này khác với xe của chồng tôi, chồng còn đắt tiền hơn. Anh bây giờ đã giàu đến mức này rồi sao? Như thế thì anh sẽ giành được quyền nuôi con mất. Khi tôi đang hốt hoảng thì cánh cửa xe được mở ra. Từ trên xe bước xuống là một cặp vợ chồng đã có tuổi. Họ hỏi tôi: "Đây có phải là nhà của chị Lý không?" Tôi gật đầu bảo phải. Và Lý là tôi. Sau đấy hai người họ theo tôi vào nhà. Mấy đứa con của tôi thì chưa về. Tôi tính về sớm để nấu cơm cho chúng nó. Lại gặp cảnh tượng này khiến tôi nhất thời chẳng hiểu chuyện gì. Họ vào nhà và ngồi xuống ghế ở phòng khách. Người đàn ông nhìn một lượt quanh nhà rồi hỏi: "Đây là nhà chồng con à?" Tôi gật đầu, nhưng có nói thêm là tôi sắp chuyển đi rồi, vì tôi và chồng chuẩn bị xong thủ tục ly hôn. Tôi rót nước cho hai người và ngồi xuống. Tôi lên tiếng hỏi: "Hai ông bà là ai? Tìm tôi có chuyện gì?" Họ im lặng nhìn nhau. Người phụ nữ ấy lấy từ trong túi ra một bức ảnh, là hình ảnh của một trẻ con tầm 3 đến 4 tuổi. Nhìn vào bức ảnh, tôi thấy rất quen mắt và thân thuộc, nhưng nhất thời chẳng nhớ ra là con bé là con nhà ai. Suy nghĩ một hồi thì tôi nhận ra con bé trong ảnh giống đứa con thứ hai của tôi hồi còn nhỏ. Tôi bảo: "Đứa bé này giống cháu thứ hai nhà tôi, nhưng tôi không hiểu ý ông bà là sao." Hai người họ chẳng hỏi gì thêm, nhưng vẻ mặt người phụ nữ kia vẫn rất gấp gáp. Vội vàng lôi từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi, bảo tôi đọc. Tôi hoài nghi nhìn hai người họ, rồi cũng mở giấy ra. Đập vào mắt tôi là một bản xét nghiệm ADN. Người tham gia là tôi và một người đàn ông tên là Hoàng Khắc Lục. Tìm đến dòng chữ kết luận thì thấy tôi và ông Lục ấy là hai người có cùng huyết thống cha con. Tôi bàng hoàng, ngẩn ngơ nhìn tờ xét nghiệm trước mặt. Thế này là sao? Tôi hoài nghi nhíu mày nhìn đôi vợ chồng già trước mặt. Người phụ nữ hối hả nói: "Có phải con là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi trại trẻ Kim Thành đúng không?" Tôi gật đầu và im lặng chờ đợi người phụ nữ đó nói tiếp. "Là mẹ đây, mẹ là mẹ của con đây. Còn đây là ba của con. Bố mẹ đã tìm con mấy chục năm nay rồi, bây giờ mới có tin tức. Con ơi, bố mẹ là bố mẹ ruột của con đây." Người phụ nữ ấy kích động thốt lên như vậy. Tôi thì sững sờ nhìn người đàn ông bên cạnh. Ông ấy cũng gật đầu với tôi. Tôi nhất thời bất ngờ quá, chẳng biết nên nói gì. Bà ấy lại bảo: "Đây là cái ảnh của con hồi nhỏ. Lúc ấy mẹ đưa con đi dạo công viên, nhưng vô tình lại bị kẻ xấu bắt cóc đưa đi mất. Từ đó đến giờ mẹ luôn hối hận và day dứt vì việc này. Bố mẹ tìm con trong tuyệt vọng, giờ mới tìm thấy con. Bố mẹ cũng không biết lý do vì sao con được nhận nuôi ở đó, chứ không phải là bố mẹ bỏ rơi con đâu." Đột nhiên tôi cảm thấy một dòng điện ấm áp chảy quanh người tôi. Từ lúc mẹ chồng tôi mất, tôi như thân tàn ma dại mà đi kiếm tiền để giành quyền nuôi con. Từ lúc ấy đến giờ, tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương gì nữa. Này gặp hai người này trong nhà, tôi bất giác có lại được tình cảm người thân thắm thiết như vậy. Tôi tủi thân quá, chạy sang ôm chầm lấy bố mẹ tôi, khóc một trận đã đời. Bao nhiêu mệt nhọc mấy ngày qua, tự dưng được bố mẹ ruột của tôi chữa lành. Hóa ra họ không hề bỏ rơi tôi, mà ngược lại còn yêu thương và tìm tôi đến tận bây giờ. Tôi không phải là đứa trẻ bất hạnh không cha không mẹ, mà là được tận hai người mẹ và một người bố yêu thương. Tôi vừa mừng vừa tủi. Bố mẹ tôi cũng xót con nên cứ khóc mãi. Đến lúc ba đứa con gái của tôi về thì chúng tôi mới nín khóc hẳn. Các con tôi thấy có người lạ nên bẽn lẽn nấp sau lưng mẹ. Bố mẹ tôi thì mừng rỡ hỏi: "Các cháu đã lớn thế này rồi à?" Tôi cũng vui vẻ khoe với bố mẹ từng cục vàng của tôi. Ba đứa con là báu vật, tâm can và nguồn sống duy nhất của tôi bây giờ. Tôi bảo các cháu chào ông bà, rồi giải thích cho chúng nó hiểu sự việc. Cũng may mấy đứa con tôi, chúng nó hiểu chuyện và ngoan ngoãn, nên cũng chịu nói chuyện với bố mẹ ruột của tôi. Hôm ấy, bố mẹ ở lại ăn cơm cùng bốn mẹ con nhà tôi.
cả nhà ngồi quây quần ấm cúng thích lắm. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được không khí gia đình thế này. Bất giác tôi lại nhớ đến mẹ chồng của tôi. Bà ở trên cao nhìn xuống, chắc cũng mừng cho tôi lắm. Sau bữa cơm thì mấy đứa con đi học bài, tôi ngồi lại nói chuyện cùng bố mẹ. Tôi kể cho bố mẹ nghe tất cả mọi việc từ trước đến giờ, nhất là cuộc sống hôn nhân của tôi và tình trạng tôi ở hiện tại. Bố mẹ tôi có vẻ xót tôi lắm. Mẹ tôi còn bàn với tôi đưa ba đứa con về nhà ở với bố mẹ. Gia đình bây giờ điều kiện cũng khá giả rồi. Nhưng tôi lại xin phép bố mẹ cho tôi ở đây để đèn hương cho mẹ chồng tôi, cho hết 100 ngày rồi tính tiếp. Bố mẹ tôi cũng chẳng phản đối, vì bố mẹ biết mẹ chồng đã đối xử với tôi tốt thế nào qua lời kể của tôi. Tôi còn hỏi bố mẹ tôi rằng tôi có đứa em nào nữa không. Bố tôi nghe tôi hỏi thế thì thở dài, mẹ tôi thì buồn rầu bảo: có đứa em kém con 10 tuổi nữa, nhưng mà nó bỏ nhà đi mấy năm nay rồi. Trước đây nó yêu một thằng không tử tế, bố mẹ phản đối, không biết giờ nó đang làm gì. Thỉnh thoảng cũng có gọi điện xin tiền mẹ, bảo là đã có con rồi, chắc là có con với thằng ấy. Bố mẹ tìm không được, thuyết phục về nhà cũng không chịu. Nghe đến cái câu kém tôi 10 tuổi thì tôi bất giác nghĩ đến con ả tình nhân cũ của chồng tôi. Chẳng biết bây giờ nó giúp vào xó nào rồi, hoặc có khi chồng tôi quay lại với nó rồi cũng nên. Tôi thấy rõ sự buồn bã hiện lên khuôn mặt của bố mẹ khi nhắc về nó. Đứa em này tôi chưa từng gặp, nhưng có vẻ tôi sẽ không có thiện cảm rồi. Vì nó khiến bố mẹ tôi lo lắng, bất hiếu như thế, gặp tôi có khi tôi lại đánh cho. Tôi cũng an ủi bố mẹ, bảo họ đừng lo lắng quá. Nó lớn rồi thì cứ để nó tự lo cuộc sống của nó. Tôi và bố mẹ hàn huyên cùng nhau đến tận khuya, bố mẹ mới chịu về. Tôi bảo ở lại ngủ nhưng không chịu, bảo là lạ nước lạ cái quá. Với lại mẹ chồng tôi cũng vừa mất nên bố mẹ cũng ngại. Trước khi về còn bảo là bao giờ có dịp bố mẹ kêu em tôi về được thì cả nhà đi ăn một bữa. Tôi tiễn bố mẹ về mà lòng ngổn ngang. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất thời tôi không kịp thích ứng nổi. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được bố mẹ ruột rồi, điều mà tôi canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Tôi luôn trách móc bố mẹ sao lại bỏ rơi tôi như thế, nhưng hóa ra là tôi đã trách nhầm bố mẹ rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc lạ thường, đúng là đứa trẻ nào cũng cần bố mẹ. Tuy nhiên tôi vẫn lo lắng về chuyện ly hôn với chồng tôi. Tòa nhiều lần gọi lên hòa giải nhưng chúng tôi không đồng ý. Bây giờ chúng tôi không còn tiếng nói chung nữa. Trước đây một phần cũng là vì mẹ chồng tôi nên tôi không nỡ ly dị. Nhưng mà tôi đã hết tình cảm sau khi chứng kiến những mặt tối không thể chấp nhận nổi của chồng. Vấn đề là tôi phải làm sao để giành được quyền nuôi con, trong khi bất lợi đang là ở phía tôi. Tôi không đủ năng lực kinh tế để nuôi cả ba đứa. Bây giờ tôi chẳng biết xoay sở ở đâu được cả. Chẳng lẽ lại nhờ vả bố mẹ tôi? Nhưng mới gặp lại nhau như thế, nhất thời tôi vẫn không thể rút bỏ được khoảng cách. Với cả tôi cũng sợ phiền bố mẹ nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ tôi gọi điện đến. Bà bảo là đã tìm giúp tôi một luật sư giỏi rồi, hơn nữa cũng lo xong việc năng lực tài chính cho tôi. Tôi ngỡ ngàng khi nghe mẹ tôi thông báo như thế. Bố mẹ tôi tâm lý và chu đáo thật sự. Đúng là có gia đình làm chỗ dựa vẫn là điều tuyệt nhất. Tôi vui mừng cảm ơn bố mẹ rối rít. Nếu không có bố mẹ hỗ trợ, chắc tôi chẳng biết phải nhờ vả vào ai nữa. Mẹ tôi cũng dặn dò tôi thu xếp để gặp bố mẹ và em tôi sau khi xong thủ tục ly hôn. Tôi đồng ý với họ và háo hức đến ngày đó. Tôi cũng muốn xem đứa em gái kia của mình như thế nào. Có được sự hậu thuẫn của bố mẹ, tôi thành công giành được quyền nuôi cả ba đứa con. Chồng tôi cũng chẳng kiện cáo hay tỏ thái độ phẫn uất gì, vì giờ đã cặp kè được với con khác rồi. Vốn dĩ chồng tôi đòi giành với tôi là vì cái tính hiếu thắng và ích kỷ. Chăm sóc con cái thế nào anh ta còn không biết, kể cả những cái cơ bản nhất. Hơn nữa ba đứa con tôi là con gái,
anh thì lại muốn có con trai, mà không có ràng buộc, có khi anh lại thoải mái tung tăng ở ngoài, hiếm là con trai cũng nên. Hy vọng anh tìm đúng con, chứ đừng có đi đổ vỏ hộ người ta như lần trước. Sau khi ly hôn với chồng, chúng tôi đường ai người ấy đi. Tôi dọn ra ngoài thuê một căn trọ nhỏ cho ba mẹ con. Mẹ chồng tôi cũng đã xong 100 ngày rồi. Căn trọ này tuy nhỏ nhưng đủ thoải mái cho ba mẹ con. Từ giờ tôi sẽ làm lại cuộc đời, và tôi sẽ sống vì ba đứa con nhỏ của tôi. Tôi bán cái quán tạp hóa đó đi và đi làm một công việc mà bố mẹ tôi đã sắp xếp. Ban đầu tôi ngại không nhận, nhưng mẹ tôi thuyết phục rằng tôi phải nghĩ cho ba đứa con nữa, chứ không phải biết mỗi mình. Giờ tự nuôi con với thân phận là một người mẹ thì nên cố gắng cho con mình một cuộc sống tốt đủ đầy. Nghĩ lời mẹ nói đúng nên tôi đồng ý. Bố mẹ hẹn tôi đến nhà bố mẹ ăn cơm, cũng là để gặp đứa em của tôi. Hôm ấy tôi dẫn ba đứa con nhỏ của mình qua nhà bố mẹ. Nhà của bố mẹ rộng và đẹp lắm. Mấy đứa con tôi thì trầm trồ, chúng còn hồn nhiên bảo ước gì sau này mẹ cũng xây được ngôi nhà to thế này. Tôi nghe thế vừa thấy thương mà vừa buồn cười. Đi vào trong nhà đã thấy bố mẹ tôi hí hoáy trong bếp làm cơm đón bốn mẹ con tôi rồi. Tôi vội vàng vào phụ bố mẹ tôi, còn ba đứa con nhỏ thì ngồi xem tivi. Tôi và bố mẹ vừa nấu cơm vừa nói chuyện rất ấm áp. Cảm giác hòa thuận này từ lâu tôi đã khao khát có được. Loay hoay mãi thì cũng xong được mấy món và bày lên bàn. Mẹ tôi thì trách bảo: "Coi em con đó, đã bảo nay chị về mà đến giờ vẫn chưa chịu về. Rõ bảo về sớm một chút rồi mà." Tôi chỉ cười bảo: "Bảo là cứ từ từ mẹ ạ, chắc em nó có việc nên về trễ." Tôi ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra với mẹ như vậy. Vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa chính. Tôi đoán chắc là con bé về rồi. Tôi nở nụ cười vui vẻ. Đúng là con bé thật, nó chào bố mẹ rõ to, còn hỏi chị đâu nữa. Nhưng tôi chợt sững lại khi nghe thấy giọng nói này. Cái giọng này quen lắm, tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Tôi tức tốc bước ra ngoài để xem mặt mũi con bé thế nào. Nhưng đập vào mắt tôi lại là con đàn bà lăng loàn, tình nhân của chồng tôi, đang vác bụng bầu vượt mặt. Con bé nhìn thấy tôi thì cũng hoảng hốt, sau đấy nó hớt hải bỏ đi. Bố mẹ tôi thì đứng ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi túi sầm mặt mày nhìn bố mẹ. Bố mẹ hỏi tôi: "Có chuyện gì thế con? Hai đứa biết nhau à?" Tôi lý nhí bảo với bố mẹ: "Người đàn bà cặp kè cùng chồng con là con bé mẹ ạ." Bố mẹ tôi sốc không nói lên lời. Mẹ tôi thì hổ thẹn quá mà ngồi thụp xuống khóc lóc. Bà luôn miệng bảo xin lỗi tôi vì đã không dạy dỗ tốt con bé. Tôi cũng sốc lắm chứ, nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng tôi vẫn ngồi xuống an ủi mẹ tôi. Ánh mắt tôi chứa đầy bi thương nhìn bà. Tôi chỉ biết nói không sao mẹ ạ, như một cái máy lặp đi lặp lại. Tôi không biết nên đối diện với chuyện này thế nào đây. Tại sao lại oan trái thế chứ? Em gái ruột của tôi ấy thế mà là con đàn bà cướp chồng người khác, còn lừa gạt gia đình người ta như thế. Chuyện này làm sao tôi chấp nhận được đây? Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi như vậy? Khó khăn lắm tôi mới có thể tìm lại được người thân sau mấy chục năm thất lạc. Tôi chưa kịp vui mừng, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Tôi cũng chẳng biết oán trách ai nữa. Trước đây tôi hận con đàn bà ấy lắm, nhưng giờ biết nó là em gái ruột của tôi rồi, tôi hận không nổi, mà bỏ qua cũng không xong. Lại còn bố mẹ tôi nữa, bố mẹ tôi sẽ suy sụp thế nào khi biết hai chị em có oan nghiệt với nhau như thế. Tôi đứng dậy xin phép bố mẹ cho tôi đưa các con về trước. Bây giờ tôi chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục bữa cơm. Tôi cần bình tĩnh lại để đối diện mọi thứ. Tại sao tình chị duyên em đầy sóng gió thế này? Đang trên đường về nhà, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ tôi gọi tới. Một dự cảm không lành trào dâng trong lòng tôi. Tôi vội vàng bắt máy. Ở phía bên kia, mẹ tôi với giọng điệu gấp gáp và nức nở: "Con ơi, đến viện đi con. Con Hằng nó bị tai nạn, phải nhập viện rồi." Tôi rụng rời tay chân khi nghe mẹ nói vậy.
Tôi run run bảo bác Tài quay đầu lại để mẹ con tôi đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tôi thầm cầu khấn ông trời phù hộ cho mẹ con nhà nó. Dù tôi có ghét cay ghét đắng nó thì đấy cũng là em gái ruột của tôi. Hơn nữa, đấy còn là hai mạng người. Thử hỏi sao tôi làm sao có thể máu lạnh được. Ngồi 30 phút mới đến được bệnh viện, lòng tôi như lửa đốt. Tôi và các con vội vã chạy tới phòng cấp cứu. Vừa đến nơi đã thấy bố mẹ tôi ở ngoài phòng chờ. Mẹ thì suy sụp dựa vào vai bố. Mắt mẹ đang ngấn lệ, đỏ sưng húp lên, khóc nhiều lắm. Trên gương mặt già nua của bố tôi cũng khắc họa những nét mệt mỏi, lo lắng. Tôi lặng lặng ngồi xuống an ủi bố mẹ. Giờ đây tôi cũng không biết phải làm sao. Cái cảm giác này giống như lúc tôi đưa mẹ chồng đi cấp cứu, bất lực không sao tả xiết. Tôi sợ hãi phải quay lại đối diện với cái cảm giác mất đi người thân một lần nữa. Mẹ tôi kể rằng nó chạy qua đường mà không nhìn nên bị xe tải đâm phải, không tránh kịp. Nó còn bị hất tung ra đường. Bây giờ tình trạng rất xấu, bác sĩ không nói trước được điều gì hết. Kể xong, mẹ tôi lại khóc ngất lên trong lòng bố tôi. Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Tôi chưa kịp nói gì với em tôi mà. Bây giờ nếu nó tỉnh lại, điều đầu tiên tôi muốn nói với nó có lẽ là tôi sẽ tha thứ cho nó. Tôi buông bỏ hận thù rồi. Và tôi muốn nó sống hạnh phúc và rồi cùng tôi báo hiếu bố mẹ. Tôi cần một gia đình trọn vẹn. Bỗng dưng tôi hối hận vì không đối xử tốt với nó khi nó còn sống cùng tôi ở căn nhà cũ kia. Bao nhiêu ký ức ùa về dội lại trong lòng tôi đau đớn. Tôi thương em tôi và cháu tôi đang nằm ở kia quá. Trải qua mấy tiếng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Khuôn mặt ông ấy lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực. Bác sĩ lắc đầu với chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sản phụ mất quá nhiều máu nên không cứu được, chỉ cứu được đứa bé. Mẹ tôi nghe thông báo xong thì ngất ngay tại chỗ. Bố tôi phải đỡ mẹ tôi, đưa bà ấy đi nghỉ ngơi. Tôi thì chết lặng trước cửa phòng cấp cứu. Cái cảm giác này một lần nữa đến với tôi. Tôi mới nhận lại người thân mà, chưa kịp đoàn tụ đã phải chia xa. Em tôi ra đi vội vàng quá, không kịp để lại một lời nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh trong một thời gian ngắn, khiến tôi gần như không sao chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã này. Người tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh. Rồi mai đây bố mẹ tôi phải làm sao? Cả cháu tôi nữa, con bé vừa sinh đã phải chịu cảnh mất mẹ. Đến khi mẹ tôi tỉnh lại, mẹ tôi cứ ôm cháu mà khóc thảm thiết. Sau đấy gia đình tôi gửi nhờ cháu ở bệnh viện, rồi đưa em tôi về nhà để làm đám tang cho nó. Tôi và mẹ như cái xác không hồn trong những ngày lo hậu sự, chỉ biết ngồi cạnh em mà khóc. Cái hôm mà đưa em đi mai táng, không hiểu sao xe tang không thể nổ máy được. Mặc dù tài xế xuống xem xét thì chẳng thấy hư hỏng gì. Kể cả thầy cúng khấn cũng không di chuyển được. Mẹ tôi như nhớ ra điều gì, mẹ nắm tay tôi và bảo: "Con ơi, mẹ biết là rất khó khăn, nhưng con tha thứ cho em con được không? Con bé cũng đã phải trả giá rồi. Nếu con tha thứ cho em rồi, con ra con nói với em vài câu để em con yên lòng ra đi thanh thản con nhé." Tôi nghẹn ngào khi nghe mẹ nói như vậy. Tôi cũng đã có ý định thế này rồi. Tôi gật đầu với mẹ và cúi xuống thì thầm với em tôi: "Em an nghỉ nhé. Chị không trách móc gì em nữa. Chị sẽ thay em chăm sóc bố mẹ và con em." Vừa dứt câu, xe tang liền khởi động được. Hóa ra em tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó nên chưa thể đi được. Đến khi nghe được câu tha thứ rồi, tha thứ từ tôi, em tôi mới yên lòng rồi đi. Nghĩ thế nên bố mẹ và tôi cứ òa khóc nức nở vì thương xót em. Con bé đã biết hiểu chuyện thật rồi. Chỉ tiếc là cái giá mà em phải trả quá đắt. Sau khi lo xong hậu sự cho em tôi, gia đình tôi đến đón cháu tôi ở bệnh viện về. Như lời hứa với em, tôi đồng ý nhận nuôi cháu, lo cho cháu ăn học đầy đủ, và nó sẽ gọi tôi là mẹ. Tôi không biết mình có làm tốt không,
nhưng tôi hứa với bố mẹ tôi và em là sẽ cố gắng nuôi dạy cháu thành người. Tôi hy vọng rằng em tôi ở trên trời cao sẽ theo dõi, phù hộ cho bố mẹ tôi và tôi thật mạnh khỏe để có thể chăm sóc con em thật chu đáo. Em ơi, xin em hãy yên nghỉ nhé. Mọi chuyện đã xong rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã đến hồi kết. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Chỉ suy nghĩ sai lệch trong chốc lát cũng khiến người ta lầm đường lạc lối. Sau khi nghe xong câu chuyện, các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy để lại đôi dòng bình luận bên dưới nhé. Và rất mong các bạn ủng hộ kênh chuyện bằng cách nhấn đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuyện hay audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.